Rồi, alo, chào các em nhé. Ok, alo, alo, chào các bạn. Chào bạn Nguyên nào, bạn Tấn, bạn Mỹ Duyên, bạn Tài, bạn Kim Ngân, bạn Triệu, bạn Minh Thư, bạn... Em phải lên để xem ma trận năm nay như nào, ok luôn. Rồi, ok, chào các bạn. Chào bạn Xuân Đức nào, bạn... Bạn Văn Triệu em 2K4 học được không? Được luôn, bạn 2K4 nào muốn xem để năm nay như thế nào vẫn xem được luôn nhé. Rồi bạn Anh Thư, chờ cô tối giờ luôn á. Ok. Rồi bạn Huyền Minh, lẹ vậy. Bạn Gia Thuận, bạn Hà Lam nào, bạn Thanh Huyền. Ok, bạn nào đang xem các bạn share giúp cô live stream này với nhé. Share giúp cô cái live stream này với. Rồi chào bạn Nguyên. Rồi toán hóa like cùng một lúc luôn ạ. Ok, bạn nào đang xem share giúp cô cái live stream với nhé. Hôm nay cô sửa đề minh họa của Bộ Giáo dục. Bạn nào chưa giải đề này hoặc là các bạn chưa giải xong đề này, các bạn vào xem để mình phân tích đề ha. Bạn nào đang xem các bạn share bài giúp cô ấy. Cô đang share bài tích cực luôn này. Đợi các bạn vào đông đông rồi cô sửa luôn nhá. Rồi. Rồi ok, đợi các bạn vào đủ rồi cô sẽ nói sơ qua, nhận xét sơ qua về cái đề này, sau đó là cô giải chi tiết từng câu cho bạn luôn nhá, được chưa? Ok. Đợi các bạn vào đủ một xíu các bạn. Rồi. Đề không có vận dụng cao bếp tích. Ồ, đúng rồi, đề này không có bếp tích các bạn. Đề không có bếp tích nâng cao ôn không cô. À, rồi những cái câu hỏi này cô sẽ trả lời từ từ cô trả lời nhé. Muối amoni đồ thị bếp tiết nâng cao cũng không thấy đâu. Ok. À, đề minh họa ra rất làm cho mấy đứa thất vọng nhiều đúng không? Mình ôn khó quá trời mà đề ra là dễ quá trời. Rồi em mới thi hóa về, thì giữa kỳ cuối kỳ giữa kỳ 2 ở trong đề minh họa như thế này thì thi thật cũng bé lái kinh khủng rồi. Ok, cô ơi đề minh họa có lần 2 không ạ? À? Rồi ok, bây giờ trước khi cô vào giải đề thì cô sẽ phân tích đề cho các bạn một chút nhé. Các bạn nào đã làm thử qua cái đề này chưa các bạn? Đã có bạn nào thử làm qua cái đề này chưa? Năm nay chỉ có một đề minh họa thôi nha bạn Hoài. Cái thứ nhất nào, bạn nào mà đã giải qua đề này rồi, các bạn nhận xét cho cô thử xem là mình thấy đề này như thế nào. Bạn Giáp, câu hát nổ ba em nghĩ một câu cực khó, ai ngờ cũng không có, khó quá ạ. À. Bạn Trâm, chờ em 50 phút nữa, 50 phút nữa là cô giải xong rồi Trâm, Trâm ơi. Rồi,
Cô đánh giá sơ sơ qua cái đề này chút nha các bạn. Đề này các bạn sẽ thấy nè, thứ nhất là ba tầm 32 câu đó các bạn, tầm 32 câu đầu á, có là có tổng tầm 32 câu là ở mức độ dễ. Có nghĩa là 32 câu này nó bao gồm gì bạn? Bao gồm lý thuyết nè, bao gồm bài tập cơ bản nè, và bao gồm cả lý thuyết đếm vân vân ha, lý thuyết đếm vân vân. Thì đây là phần mà các bạn thấy là 32 câu nó rất là dễ luôn. Chỉ còn lại 8 câu còn lại thì nó trong đó nó sẽ có gì bằng? 7 câu bài tập. 7 câu bài tập. Thì 7 câu này á nó sẽ hơi khó so với những bạn nào mà học chưa chắc. Tức là những bạn mà mình chưa được học những cái dạng này, hoặc là các bạn chưa được gặp bao giờ, hoặc là các bạn chưa biết cách xử lý, thì có thể là 7 câu này nó hơi khó với các bạn. Cô đang nói chung mặt bằng chung nha, cô không nói cho những bạn khá giỏi, mà cô không nói riêng cho những bạn khá giỏi, cô cũng không nói riêng cho những bạn học trung bình yếu. Rồi, cho còn một câu nữa, câu lý thuyết các bạn, câu lý thuyết thực hành á, câu lý thuyết thực hành thì câu này thì thật ra nó cũng không phải khó, mà có nghĩa là các bạn phải được học thì các bạn mới làm được, còn mà không học thì các bạn không làm được. Ok? Thì thấy các bạn thấy không? Nói mà 32 câu mà dễ rồi thì có phải ăn điếm mình ăn điếm 8 rất là nhẹ nhàng không? Đúng chưa? Rồi trong đó, trong này nữa bạn, đề năm nay ấy thì nó sẽ không có nhé, nó không có những câu mà các bạn mong đợi, đấy là gì? Không có những câu. Ví dụ là câu gì bạn? Biện luận xác định gì bạn? Xác định công thức cấu tạo của ST. Cái câu mà xác định công thức cấu tạo của ST mà năm nào cũng có một câu á thì năm nay không có, được chưa? Không có điểm phân. Không có đồ thị. Không có bài toán muối amoni. Muối amoni. Không có bài toán gì nữa các bạn? Không có bài toán peptic. Không có estephenol. Estephenol đúng không? Rồi không có cái gì nữa nào, những cái mà mình đang mong đợi. Đồ thị ở đây là cô đang nói đồ thị cả về điện phân lẫn về đồ thị của CO2 phản ứng với dung dịch kiềm nha các bạn. Đây là những đồ thị mình hay gặp đấy. Rồi, ok. Đây là những cái phần mà toán ở mức độ vận dụng về vận dụng cao mà mình đã ôn rất là nhiều nhưng mà mình mong đợi nó ra thì không có, đúng không? Không có trong đề minh họa. Vậy thì mình thấy là gì? Đây là những câu mà các năm trước hay cho, năm nay không có. Và trong cái câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao năm nay á thì nó sẽ có các câu nè, nó có ST nâng cao đúng không, rồi có câu gì nữa bạn, có một câu toán về H cộng NO3 trừ, bài toán về H cộng NO3 trừ, có một câu về toán của kim loại kiềm kiềm thổ, nó thuộc cái chương kiềm kiềm thổ cả, kiềm kiềm thổ, kiềm kiềm thổ có hai câu, một câu về chất béo và một câu nữa, hai câu nữa đó là câu về hỗn hợp amin este với lại hydrocarbon các bạn, hydrocarbon. Đây là cái hai cái câu, có một cái câu về hỗn hợp amin và hydrocarbon và một câu nữa là hỗn hợp este với hydrocarbon. Thì cái câu này có thể là nó hơi lạ so với các bạn nè, tại vì hồi giờ mình ít gặp đúng chưa? Còn những cái dạng là este 9-10 điểm, dạng toán H cộng NO3 trừ, dạng toán kim loại kiềm kiềm thổ và cái bài toán chất béo thì đây là những câu toán mà mình đã học rồi, đa số mình học hết rồi đúng không, và nó rất là quen thuộc với mình rồi. Cho nên nhìn tổng thể thì mình thấy cái đề minh họa này nhá, nó so với đề minh họa năm ngoái thì nó phân hóa hơn chút ở những cái câu vận dụng và vận dụng cao các bạn. Ví dụ nhé, ví dụ trong này thì mình sẽ có cái câu gì nào, câu số 37 là câu về toán H cộng NO3 trừ á, hỗn hợp kim loại và hợp chất của kim loại vào cái H cộng NO3 trừ. Với lại bài toán số câu số 39 các bạn, câu 39 là câu toán về hỗn hợp 3ST. Thì có hai câu này là câu thực sự khó. Còn lại những câu kia thì nhẹ nhàng chứ không có khó quá, được chưa? Ok. Lý thuyết, nhận xét về lý thuyết luôn nha các bạn. Lý thuyết thì để lấy được 7 điểm cái đề này thực sự rất rất là dễ luôn, chỉ cần các bạn học được, nắm được kiến thức cơ bản, làm được bài tập cơ bản và lý thuyết cơ bản thôi á, cô nói lý thuyết cơ bản thôi nha bạn, là các bạn ăn được 7 điểm bài đề này rồi. Nó không hề khó chút nào cả. Lên 8 điểm cũng khá là nhẹ nhàng các bạn. Chỉ khi nào các bạn nâng level lên 8 rưỡi, 9 điểm thì nó hơi bắt đầu nặng nặng chút thôi. Được chưa? Rồi,
Và nhận xét chung luôn, cái đề này thì nó, cô nói nhá, nó sẽ gì nhẹ nhàng hơn cái đề minh họa năm ngoái. Được chưa? Còn năm nay thì đề này cô nghĩ là chỉ các bạn chỉ dùng để tham khảo các bạn. Tham khảo cái là gì? Mình tham khảo để mình biết là cái mức độ đề nó sẽ có những cái kiểu câu như thế, đề nó đang bộ đang đề cập đến những cái kiểu câu là mình cần là học về cái gì bạn? Toán của kim loại kiềm kiềm thổ đúng không? Về bài toán gì? Phần mình nên lưu tâm đến cái bài toán của phần hỗn hợp có amin và hydro carbon, mình nên lưu tâm đến cái phần này. Được chưa nào? Và gì? Toán hai này này là chắc chắn các bạn cần luyện rồi chứ không có nói nhiều nữa ha. Cái này là mình nếu như mà không có đề minh họa thì mình vẫn phải luyện cái này rồi. Cô nói chứ là cái này là khi mình biết đề minh họa thì mình biết là mình cần lưu tâm thêm cái dạng bài toán mà có hỗn hợp hydro carbon, có amin, có este cứu dạng như thế này. Cái đây là một cái có thể gọi là một cái dạng lạ xứ này các bạn ít gặp, được chưa? Và những cái dạng toán ở mức độ vận dụng cao mà bên này mà lúc nãy cô nói là nó không gặp trong đề ấy, thì không phải các bạn bỏ đâu nha bạn, không phải mình bỏ mà là gì, mình cũng phải ôn hết các bạn ơi. Ví dụ nè, cô nói ví dụ nhé, như năm ngoái nha, đề thi minh họa có cái bài tập của muối amoni, nhưng mà đến lúc đề thi thật thì không có cái câu muối amoni, cho nên các bạn hiểu là gì, chưa chắc các cái câu mà nó có trong đề minh họa đã sẽ chắc chắn có trong đề thi thật, hoặc là những câu không có trong đề minh họa chắc gì nó đã không gặp trong đề thi thật đâu, cho nên là mình phải ôn hết, được chưa? Nhưng mà mình ôn kỹ những cái dạng mà mình đã gặp trong đề minh họa. Nói chung là đề bộ sẽ bé lái chứ không có phải là như thế này đâu các bạn. Và bộ cũng đã nói là đề năm nay sẽ phân hóa hơn so với đề năm ngoái, để mà có là phân hóa để mà phân loại học sinh cao hơn các bạn. Cho nên là chắc chắn đề thi thật nó sẽ khó. Cho nên là trên tinh thần đó là mình vẫn phải ôn đầy đủ và mình luyện đề đầy đủ, được chưa? Và trong cái khóa tổng ôn luyện đề của cô thì cô sẽ ôn mức độ nó khó hơn đề minh họa này, chứ không thể nào ôn dễ hơn hoặc là ôn ngang tầm này được các bạn. Hiểu chưa? Ok. Rồi, bây giờ các bạn nào thắc mắc gì nữa không? Coi bộ ra đúng 0 giờ ngày cá tháng 4 theo bộ óc siêu phàm. À, ngày hôm qua là ra trước 0 giờ nha, Yuki ơi, ra trước 0 giờ cho nên là bạn nào mà đoán là ngày cá tháng 4 là đề bộ lừa cũng chưa biết được các bạn. Đề kiểu này trong đề thi thật thì cơn mưa điểm 10 kiểu gì bộ cũng bị lái kinh khủng. Ừ đó đó cũng cũng kiểu như thế. Các bạn hiểu không? Năm ngoái là đề dễ cho nên là mưa điểm 10 rồi, năm nay là bộ quyết định là sẽ cho đề nó có mức phân hóa cao hơn thì chắc chắn nó sẽ khó hơn rồi các bạn. Bạn Tấn cô nữa ra đề kim đề luyện cho nhiều câu chương kim loại kiềm kiềm thổ chắc chắn rồi, có nghĩa là khi mà đã có đề minh họa rồi thì khi mà cái cô soạn đề luyện cho bạn thì cô sẽ chèn vào đó những cái câu tương tự như đề minh họa để các bạn luyện từ cái mức độ đó, nâng level, nâng khó khó lên thêm nữa, được chưa nào? Mục tiêu 8 điểm dễ không cô em hoang mang quá. Thì nếu như mà cô nói trong cái đề minh họa này nha thì mục 8 điểm các bạn kiếm rất là dễ, nhẹ nhàng luôn. Còn đề thi thật thì chắc chắn là mình phải ôn khó hơn trên đó nhiều nữa. Ok. Còn nếu như mình xét đề minh họa này thì bạn thấy không? Bạn nào đã làm đề này rồi các bạn thấy 8 điểm ăn rất là nhẹ nhàng luôn ấy. Em nghĩ là nó tầm phân hóa như năm 2019 thì hợp lý. Đề năm 2019 thì nó khó khó hơn nhiều các bạn. Và chưa biết, cô chưa biết nha, cái đó là cô không biết, cô chỉ khẳng định với các bạn là chắc chắn đề thi thật nó sẽ khó hơn. Nhưng mà khó mức độ nào thì mình chưa biết. Và khi mà cô ôn luyện cho bạn thì cô sẽ ôn khó hơn đây rất là nhiều lần, có thể gấp 3 lần, 4 lần trở lên, có thể gấp nhiều lần như thế, hiểu không? Mình ôn bao nhiêu đề thi rồi ạ? Trong khóa hả? Trong khóa thì mình ôn tầm được cô giao cho bạn tầm 5 6 đề gì đó rồi. Và những cái đề nhá, so với những cái đề mà cô đã luyện cho các bạn trong khóa tổng ôn luyện đề thì thật ra nó cũng sắp xỉ với cái đề này luôn rồi các bạn. Là cô mới có giải 5 6 đề ở mức độ là đề khởi động thôi các bạn, là đề dễ thì nó đã ngang ngang đề này rồi. Còn sau này thì cô sẽ tăng level lên và nó khó hơn nữa, được chưa? Em ngồi chém gió xong thấy nó cũng easy mà nó câu bài tập chưa làm. Làm đi chứ, làm đi để hôm nay vào sửa với cô cho nó vui chứ. Rồi, sao năm nay mang tên kỳ thi tốt nghiệp chứ không phải quốc gia vậy cô? Thì từ năm ngoái rồi các bạn, từ năm ngoái là năm 2020 là bộ gộp
xét tuyển tốt nghiệp với xét tuyển đại học chung một cái đầu điểm, cho nên là đề có nghĩa là đề thi chung á, đề này sẽ dùng để xét tốt nghiệp và có xét chung cả đại học nữa, cho nên là gọi là kỳ thi trung học phổ thông, à nhầm, tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia nhé. Rồi ok thôi mình giải luôn nhé, mình giải luôn nhá. Ok. học luôn, học luôn. Rồi phân tích sương sương như thế thôi, bây giờ mình học luôn. Rồi ok, mình bắt đầu giải nhá. Sẵn sàng nhá. Ok, let's go. Rồi, bây giờ giải đầu tiên 28 câu đầu mình xem thử là mình quất một hơi tới 28 câu xem thử là mình ăn được bảy điểm, nắm trong tay bảy điểm chưa nha. Câu số 1 nào. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng cháy cao nhất các bạn? Nóng cháy cao nhất nha. Ok, câu này quá dễ, vuông pha, ngay đáp án D được chưa? Câu số 2. Bạn nào đã làm, có nghĩa là bạn nào đã làm hoặc là chưa làm thì các bạn cứ comment đáp án nhiệt tình để cô xem thử là các bạn làm được đề này mức độ như thế nào rồi nhé. Câu số 2, kim loại nào sau đây tác dụng được với nước thu được dung dịch kiềm? Ok, quá dễ. Chỉ có kim loại kiềm thì mới tác dụng được với nước tạo ra dung dịch kiềm thôi. Câu số 3, nguyên tắc điều chế kim loại là gì các bạn? Nguyên tắc để điều chế kim loại là mình sẽ gì bạn? Mình khử cái ion kim loại tạo thành kim loại đúng không? Và đáp án mình sẽ chọn là câu A đúng không? Khử ion kim loại để tạo thành nguyên tử kim loại. Nguyên tử kim loại có nghĩa là nguyên kim loại ở dạng đơn chất đó các bạn. Ok. Câu số 4 nào. Ion nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Ồ, quá dễ. Thuộc dạng điện hóa thì mình biết nào, bạc là thành có tính oxy hóa mạnh nhất, được chưa? Câu tiếp theo, câu số 5. Lệ ha, trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng cháy? Quá dễ. Điện phân nóng cháy là phương pháp điều chế các kim loại có tính khử mạnh và nó nằm trước nhôm rồi đi bạn. Mình chọn ngay đáp án là kim loại natri, được chưa? Câu số 6, kim loại nào sau đây tác dụng được với HCl sinh ra khí hydro? Ok, quá dễ luôn. Mình trừ đồng bạc vàng là những cái kim loại không phản ứng được với HCl thì mình chọn ngay câu A, được chưa? Câu tiếp theo nha. Câu số 7. Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxy là gì? Ôi, quá dễ luôn. Câu B nhé. Câu số 8. Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao thì thu được chất rắn. Nhầm, sorry, chất khí. Thì các bạn biết luôn rồi, CaCO3 nhiệt phân thì mình thu được khí CO2 đúng chưa? Rồi, câu tiếp theo, câu số 9. Trong công nghiệp quặng bauxit dùng để sản xuất nhôm, thành phần chính của quặng bauxit là gì? Ok, cái này chỉ cần thuộc bài các bạn làm được luôn. Quặng bauxit là quặng chứa Al2O3 ngậm 2 phần tư nước. Ok. Câu số 10 nào. Công thức của sắt 2 sunfat. Những câu này là những câu cho anh điểm đúng không các bạn? Đây là những câu chống liệt ấy. Mình quá dễ, mình chọn ngay câu B luôn, được chưa? Ôi mấy đứa comment lâu, cảm ơn cô luôn á. Comment tăng tốc lên nha. Ok. Câu số 11. Trong hợp chất ClO3, crom có số oxy hóa bao nhiêu? Thì mình biết ngay đây là hợp chất của crom, crom dương 6. Câu số 12 nào. Khí ít tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính. Trồng nhiều cây xanh sẽ giảm nồng độ của khí ít. Thì mình biết ngay đây là khí CO2 đúng không? Quá dễ. Câu tiếp theo nào. Câu số 13. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hai thằng này. Vậy chất X là gì? Câu này các bạn chỉ cần ghép hai này lại với nhau, bạn biết ngay nó sẽ có công thức là đáp án B đúng không? Quá dễ. Câu tiếp theo, câu số 14. Chất nào sau đây là axit béo các bạn? Axit béo, câu số 14 nào. Mình sẽ chọn ngay là câu A đúng không? Axit palmitic, thằng này là thằng có công thức C15H31COOH là axit béo, được chưa? Câu tiếp theo, câu số 15. Câu 15, chất nào sau đây là disaccharide? Quá dễ, đáp án là câu B. Được không nào? Các bạn thấy không? Đề này nó 15 câu đầu tiên nó nhẹ nhàng kinh khủng luôn á. Mình nhìn vô cái mình khoanh đáp án được liền. Chưa có câu nào khó luôn các bạn. Câu số 16 nào. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Thì mình chọn ngay luôn cho cô đáp án có phải là câu B không? Amin, metinamin. Hầu hết các amin đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt thôi ha. Rồi câu tiếp theo, câu số 17. Số nguyên tử oxy trong phân tử axit glutamic thì mình biết luôn rồi, thằng này là thằng có hai nhóm chất COOH trong phân tử. Có nghĩa là gì các bạn? Nó có bốn nguyên tử oxy. Đúng không? Rồi câu số 18. Phân tử polymer nào sau đây có chứa nitơ? Dễ không các bạn? Ok, polymer một cái chương khá ám ảnh với nhiều bạn nào. 18, 18 các bạn nào chọn chưa? Cô ngước lên thì cô chưa thấy bạn nào chọn đáp án nè. Cô đợi các bạn. Ok, câu 18 nào.
Cái polymer chương này các bạn hay sai cho nên cô đợi các bạn thử xem nào. Ok, bạn Yuki đã bán D. Còn bạn nào nữa không? Đáp án D chuẩn rồi các bạn. Polyacrylonitrile, thành này được hình thành từ thành vinyl cyanua. Đó, nó được tạo ra từ cái monomer này. Bạn đọc cho cô nè, cái những cái thành nằm đó, thành này có chữ nitrin á, có chữ N, mình biết nó sẽ có chứa nguyên tố nitơ được chưa? Và những cái polymer có chữ nylon á thì nó cũng sẽ có chứa nguyên tố nitơ. Các bạn nhớ cho cô cái đặc điểm như thế nhé. Rồi ok, câu tiếp theo, câu số 19 nào bạn. Đồ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm và khối lượng của nguyên tố nào sau đây? Ok, đáp án câu số 19 nào. Câu D, nhìn comment là biết là các bạn chọn D hết cho nên là mình chọn theo các bạn đúng không quý? Câu số 19 các bạn, phân đạm là một cái phân nó chứa nhiều cái gốc NO3 các bạn, được chưa? Cho nên nó được đánh giá cái tỷ lệ phần trăm, độ dinh dưỡng của nó sẽ được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm cái nguyên tố nitơ, được chưa nào? Ok. Phân lăng là sẽ chứa nhiều phosphor và độ dinh dưỡng của phân lăng sẽ được đánh giá bằng phần trăm của khối lượng B2O5. Phân đạm kali các bạn sẽ đến tính bằng phần trăm khối lượng của kali nhé. Đó là những cái loại phân mình hay gặp, được chưa nào? Ok, câu tiếp theo, câu số 20. Kẹp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng? Ok. Kẹp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng? Đây là một cái câu về hydrocarbon của năm lớp 10, 11. Ok, bạn nhìn cho cô đáp án luôn nào. Ok, quá dễ đúng không? Mình chọn ngay câu B. Đây là bạn nào đang 2K4 các bạn làm được luôn câu này. Hai thằng này có chung cái công thức tổng quát ở dạng là CnH2n cộng 2, nó là dãy đồng đẳng của ancan, được chưa? Ok, mình chọn ngay câu B nhé. Câu A ta không chọn vì thằng này ancan, thằng này là anken cho nên có bó nè. Câu này là một cái anken, đây là một cái ancan bó luôn. Đây là một cái anken, đây là một cái thằng vinyl cyanua, nhầm sorry, vinyl acetylene các bạn. Cho nên cũng loại luôn, nó không phải là anken luôn. Ok, rồi. Ôi bạn nào tới câu 34 rồi nhanh thế. Ok, câu tiếp theo nhé, câu số 21 nào. Từ từ cô dừng tới câu 20, cô dừng cái đã, cô dừng tại câu 20 là các bạn thấy không? Tại câu 20 thì mình ăn được 5 điểm rồi nè. Thì mình thấy 5 điểm nó quá là dễ dàng đúng đúng không? Hiện tại có bạn nào đúng hết 20 câu đầu chưa? Có bạn nào ăn được 5 điểm chưa? 50 câu đầu mà không sai câu nào là coi như quá tốt rồi các bạn. Có nghĩa là mình có cái đà để mình làm tiếp 8 câu tiếp theo để mình ăn 7 điểm, đúng nhá. Mình đi thi đại học mình được ăn được 7 điểm mỗi môn là 21 điểm tổng 3 môn. Là mình cũng được nộp vào được một cái trường khá là ngon ngon rồi đấy. Đúng không? Rồi ok, câu tiếp nhá, mình giải 8 câu tiếp theo thử xem nào. Cho từ từ đến dư gạt nó bị dư cái dấu chấm. Cho từ từ đến dư kim loại X vào trong dung dịch FeCl3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch có chứa hai muối, tính tìm cái kim loại. Ok, câu này thì bắt đầu câu 21 trở đi thì nó bắt đầu nâng level, đòi hỏi các bạn phải hiểu một chút nữa rồi nào. Bạn Trần Lam ok, bạn Tấn, điều tra sai câu 19 rồi hả Tấn? Cái câu 19 là về phân bón đúng không? Toan rồi, một thanh niên. Rồi, câu này nào các bạn, câu số 21, bạn Mạnh chọn C, ok, đúng. Bạn chọn C là chuẩn rồi các bạn. Để mà cái kim loại X này mình người ta dùng một cái lượng dư các bạn, mà vào phản ứng với FeCl3 mà mình thu được hai muối thì mình chắc chắn ở đây phải là thằng đồng. Tại vì sao cô không chọn thằng A, thằng B và thằng D? Thì thứ nhất các bạn loại câu D ngay lập tức, tại vì natri mà mình cho vô dung dịch muối thì nó sẽ phản ứng với gì bằng? Phản ứng với nước trước á. Và cuối cùng mình chỉ thu được cái muối là NaCl thôi, có một muối thôi, được chưa? Còn hai cái kim loại magie và kẽm cô không chọn vì các bạn có nào. Magie và kẽm là hai cái kim loại nó có tính khử mạnh hơn sắt đúng không? Cho nên khi các bạn cho vô một cái lượng dư kim loại này thì có phải đến cuối cùng là magie nó sẽ đổi sắt ra khỏi muối luôn các bạn? Nó cộng với sắt 3 cộng và nó tạo ra là gì? Kim loại tạo ra magie 2 cộng và sắt nó bị đổi ra tới tận sắt không luôn. Cho nên cuối cùng mình chỉ thu được một cái muối duy nhất là muối của magie 2 cộng thôi, chứ không có thu được hai muối nha các bạn. Hiểu ý tưởng không? Cho nên câu A và câu B là loại. Bạn nào chọn câu A là toan rồi đó nhá. Rồi ok, câu tiếp theo nha. Câu này thôi có bạn toan rồi đấy. Câu tiếp theo nha, câu 22 nào. Cho các cái este sau có bao nhiêu este tham gia được phản ứng trùng hợp tạo ra polymer? Ok, để tham gia được phản ứng trùng hợp thì nó phải có liên kết đôi C nối đôi C, đúng chưa? Vậy thì mình sẽ chọn ngay cho cô nào. Este này là este no, este no thì nó sẽ không có liên kết đôi, bỏ.
Bromin acetate là no luôn, bỏ nào. Methyl propionate cũng là ethanol, có nghĩa là nó không có liên kết đôi C nối đôi C cho nên ta loại hết nhé. Chỉ có thằng này là methyl methacrylate là thằng có liên kết đôi trong phân tử. Thằng này là nguyên liệu để điều chế thủy tinh hữu cơ luôn, đúng chưa? Và đáp án mình sẽ chọn câu D, có một chất duy nhất này thôi. Được không nào? Dễ không? Quá dễ nhá. Rồi, câu tiếp theo câu 23 các bạn ơi. Cho em M gam nhôm phản ứng hoàn toàn với khí clo dư tạo ra được 26,7 gam muối, tính giá trị của em M. Trời ơi, câu này lại câu mà các bạn nhắm mắt các bạn làm cũng ra luôn á. Chỉ cần các bạn viết cho cô được cái phương trình là gì? Nhôm cộng với clo thì tạo ra được nhôm clorua đúng chưa? Các bạn tính cho cô mol muối này thì mình sẽ suy ra được mol của nhôm. Cô khoanh theo đáp án của các bạn nhé. Câu này dễ quá cho nên cô không bấm máy tính luôn. Cô tin tưởng các bạn. 23 các bạn chọn D đúng không? Rồi ok. Vậy cô khoanh theo các bạn nha. Câu này cô tin tưởng các bạn là chắc chắn các bạn không sai. Đứa nào mà sai câu này là chỉ có nước đem chém thôi mấy đứa ơi, chứ không thể nào mà tha thứ được. Ok nha, câu 24 nào. Chất nào sau đây tác dụng được với H2O3 loãng sinh ra khí NO? Ok, đây là một cái câu hỏi mình học trong bài sách luôn rồi. Để mà sinh ra được khí NO thì mình chỉ có thể chọn là câu B thôi, FeO. Vì sao là FeO? Thì lúc này bạn có nào, chỉ có thằng FeO này là thằng có số oxy hóa dương 2 là nó vẫn còn tăng lên được, có là nó vẫn còn thay đổi được số oxy hóa. Thì lúc này nitơ của mình nó mới bị gì bạn? Nó mới bị đẩy xuống nitơ dương dương 2 trong này. Còn lại những cái câu này nè, câu A, câu C và câu D là sắt đã đạt hóa trị cao nhất rồi cho nên nó không phải là phản ứng oxy hóa khử nữa. Cho nên lúc này nitơ của ta nó không có bị đẩy xuống dương 2. Các bạn hiểu là sắt nó không thay đổi số oxy hóa thì nitơ của mình nó cũng sẽ không thay đổi số oxy hóa, các bạn hiểu không? Ok. Rồi quá dễ nhá. Câu 24 nào. À nhầm, câu 24 B đúng rồi, câu 25. Một câu bài tập các bạn ơi, cho 3,9 gam hỗn hợp hai kim loại này trong HCl thì thu được 0,2 mol khí hydro. Tính giá trị của M gam muối. Ok, câu này các bạn chỉ cần bấm cho cô một cái máy tính, một dòng là bạn ra luôn rồi. Khi cho kim loại vô trong phản ứng với HCl mình có M muối có phải bằng M kim loại cộng với M của gốc gốc clo trừ không bạn? Mà gốc clo trừ là bằng 71 nhân cho mol hydro. Được chưa? Bạn bấm máy tính cho cô nào. Công thức này mình đã học rất nhiều rồi. Công thức này cô nghĩ là các bạn gặp rất nhiều lần, các bạn thuộc nhuyễn nó luôn rồi á. Rồi câu 25 các bạn chọn C đúng không? Cô tin tưởng nha, các bạn chọn, cô bấm theo các bạn á, cô khoanh đáp án theo các bạn luôn. Tại vì nó dễ quá mà. Chắc là các bạn không sai đâu. Ok, câu số 26 nào. Thủy phân hoàn toàn ethyl propionate và ethyl formate trong NaOH thì ta thu được sản phẩm gồm cái gì? Ok, các bạn chọn cho cô đi. Đáp án nào? Câu 26. Ok, câu 25 bạn nào cũng đúng hết rồi nào. Câu 26 các bạn ơi. Ok, câu 26 cô chưa thấy đáp án của bạn nào hết. À, bạn Hùng, bạn cho Hùng chọn 26D nào. Ok, đúng luôn. Rồi, câu 26 các bạn chọn D đúng không? Rồi, chuẩn các bạn ơi. Nhìn cho cô hai cái este này nè. Nó trùng nhau cái gốc ethyl là cái gốc ancol đúng không? Cho nên mình thu được một ancol chuẩn. Tiếp theo ở đây có hai gốc axit là propionate và formate. Có hai gốc axit khác nhau cho nên ta thu được hai muối khác nhau. Ok, chuẩn nhé. Được chưa? Rồi, câu 27 nào. Còn hai câu bài tập nữa thôi các bạn ơi. À nhầm, câu 27 không phải là câu bài tập. Mình còn hai câu nữa là mình ăn bay điểm, các bạn thấy không? Rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Câu 27 nhé. Chất rắn ít dạng sợi màu trắng không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn ít nhờ xúc tác enzyme hoặc là axit thì ta thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là chất gì? Ok các bạn, đọc vô mà các bạn thấy nè, nó ở dạng sợi màu trắng thì mình biết ngay nó chính là cellulose luôn rồi. Ok, vậy thằng X là cellulose. Đem thủy phân cellulose thì ta thu được glucose đúng không? Đáp án là câu A. Đúng chưa? Ok, chuẩn. Rồi câu 28 các bạn ơi. Câu 28 là câu mình chạm mốc đang 7 điểm. Bạn làm cho cô câu 28 trong vòng 30 giây nào. Câu này thực ra là cũng làm không đòi 30 giây, các bạn ra luôn rồi. Nhưng mà cô cho các bạn 30 giây để làm luôn á. Ok, cho cô biết đáp án câu 28 nào. Câu 28, ok, bạn Phúc Ninh ra câu C, ok, đúng. À, khoan khoan, từ từ. Cô không biết đúng hay sai. Nhưng mà có bạn comment đáp án rồi. Cái gì? Câu 28 mà có tới tận 3 đáp án khác nhau các bạn. Bạn Hùng chọn B, bạn Ninh chọn C, rồi bạn Hùng lại đổi qua D. Bạn Quỳnh chọn C, bạn Giáp chọn C. Ok, chưa gì mà có đáp án khác nhau rồi. Câu này câu dễ mà để sai là toan thật sự các bạn ơi. Đầu tiên các bạn tính cho cô mol của saccharose nào. Saccharose. Bạn có cho cô mol của nó bằng 1,71 chia cho em M lớn của nó là 342 đúng chưa?
Bạn bấm cho cô cái số mol thử là bao nhiêu. 1.71 chia 342 thì nó ra được là 0,005 mol. Ok. Rồi người ta đem thủy phân cái xét Carrier này với hiệu suất là 75% cho toàn bộ lượng ít này tác dụng với bạc nitrat. Ok. Thì bao tính được bao nhiêu gam bạc các bạn nhớ cho cô nào. Khi mình đem xét Carrier mà đem thủy phân, đúng không? Đem thủy phân. Rồi sau khi đó thì các bạn xét Carrier đem thủy phân rồi đem gì đi các bạn? Thủy phân H cộng thì mình thu được một gluco và một fructo đúng không? Rồi đem cái sản phẩm này mình đem tráng bạc thì mình nhớ luôn cho cô tụi nó tạo ra 4 bạc đúng không? Xét Carrier mà đem thủy phân rồi đem tráng bạc thì nó tạo ra 4 bạc, quá dễ. Số mol xét Carrier là 0,005, vậy cô suy ra mol bạc ở đây sẽ là 0,02 đúng chưa nào? 0,02 bằng nhân cho cô cái m lớn của bạc là 108. Hiệu suất của bài toán này là 75%, cô đang tính theo chiều thuận, có nghĩa là cô sẽ nhân với hiệu suất 75%. Bạn bấm cho cô ba phép tính này liên tiếp một hồi các bạn sẽ ra được đáp án được chưa? Rồi, vì các bạn có đáp án khác nhau cho nên cô phải bấm đáp án thôi. Cô phải kiểm tra chứ không là cô không biết tin tưởng bạn nào và bỏ rơi bạn nào cả. Đáp án các bạn ra được là 1,62 gam, đáp án là câu C chuẩn. Rồi đó, và các bạn thấy không? Đến thời điểm này mình ăn được 7 điểm rất rất là nhẹ nhàng luôn. Cho nên cô mới nói các bạn đề này ấy làm 28 câu mức. Bạn nào mà làm lẹ các bạn làm trong vòng 5-10 phút cái xong 28 câu luôn rồi. 5-10 phút là xong 28 câu là ăn được 7 điểm. Thời gian còn lại 30 phút đến nhầm 3 đến 40 phút các bạn sẽ làm những câu kia. Dễ không? Quá dễ. Câu tiếp theo nhé, câu 29 nào. Câu 29, ôi đọc vô lại thấy dễ nữa luôn các bạn ơi. Đáp án nào? Đốt cháy hoàn toàn một cái amino đơn chức mạch hở thì ta thu được gì bạn? 0,1 mol nitơ. Cho em m gam x tác dụng với HCl, số mol của HCl đã phản ứng là bao nhiêu? Ok, câu này mình làm trong vòng 3 giây là ra đáp án luôn rồi các bạn. Cô nhìn vô là cô đã thấy đáp án rồi. Tại vì sao? Mình có câu này các bạn không cần phải viết phương trình, không cần phải làm gì cả. Mình biết là gì khi đem một cái amin á, giả sử một cái amin RNH2 tất cả N lần phản với HCl. A này amin đơn chất, ok, cô sorry, A đơn chất thì có một nhóm NH2 thôi, thì mình biết rồi. HCl nó sẽ phản ứng với nhóm NH2 này đúng không? Thì thằng này có một NH2 thì nó sẽ phản ứng với một HCl. Mà mình lại có số mol nitơ đó là 0,1 thì ta bảo toàn nitơ thì có phải chỗ này mình suy ra được mol của cái NH2 này là 0,2 mol không các bạn? Từ đó ta suy ra mol HCl bằng 0,2 luôn được chưa? Đáp án là câu B. Rất đơn giản nhé, bảo toàn nitơ cho cô thôi. Chỗ này có 2 nitơ nè, các bạn lấy 0,1 nhân 2 thì suy ra mol nitơ là 0,2 mol được chưa? Và nó chính bằng mol của nitơ trong này luôn là 0,2 mol. Được chưa? Ok, quá dễ nhé. Rồi, ok, xong nha. Bây giờ mình qua tiếp câu 30 nào. Nãy giờ mình mới thấy có một câu phát biểu đúng sai các bạn. Nhiều bạn rất là sợ những cái câu phát biểu đúng sai như thế này. Thế bây giờ mình gặp câu đầu tiên các bạn chọn cho cô nào. Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng? Ok. Bạn Văn Hùng chọn B. Những bạn còn lại nào? Câu 30 ăn 7 điểm rưỡi các bạn. 30 chọn B hết đúng không? Sợi bông và tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên. Ok, quá đúng rồi. Tơ tằm là từ con tằm nhả ra, còn sợi bông là từ gì bạn? Cellulose là từ thực vật ấy, cho nên nó chính là từ thiên nhiên. Quá đúng. Câu A, tơ nitron được điều chế bằng trùng ngưng là sai. Tơ nitron là được điều chế từ trùng hợp nhé. Câu C, cao su lưu hóa có cấu trúc mạch mạng lưới mạch không phân nhánh là sai, nó có cấu trúc là mạng lưới không gian được chưa? Rồi câu D nào, tơ nylon 66 được điều chế từ trùng hợp là sai. Các bạn nhớ cho cô tất cả các cái tơ mà có chữ nylon á thì nó được điều chế từ phản ứng trùng ngưng chứ không thể nào là trùng hợp nhé, sai. Rồi ok, mình giải luôn tới câu 31 nào. Bây giờ câu 31 là câu bài tập. Thế các bạn lướt cho cô tới câu 32 và câu 33 nào. Đây là hai câu lý thuyết đếm cho nên cô ưu tiên giải hai câu lý thuyết đếm trước cho các bạn nhé. Rồi mình quay qua mình giải bài tập luôn, sau được chưa nào? Ok, mình ưu tiên giải lý thuyết đếm trước nha. Mình giải câu 32 trước cho cô nào. Thực hiện 5 cái thí nghiệm như sau, có bao nhiêu thí nghiệm kết thúc thu được cả kết tủa và chất khí? Ok, các bạn chọn cho cô trước nào. Câu 32 mình ưu tiên giải lý thuyết trước. Rồi cô quay lại cô giải câu 31, câu bài tập sau nha các bạn. Được chưa? Giải câu 32 trước nào. Câu lý thuyết đếm, đây là một cái nỗi sợ của nhiều bạn. Tại vì chỉ cần mình đếm sai một ý là mình sai nguyên câu này rồi các bạn. Cho nên các bạn cẩn thận nhé.
các bạn 2K3 cái lớp khóa trong khóa tổng ôn luyện đề các bạn ngày mai các bạn sẽ có. Đáng lý là ngày hôm nay là cô đã up cái file là tổng hợp 1.000 câu trắc nghiệm lý thuyết cho bạn rồi, nhưng mà ngày hôm qua tự nhiên cái bộ giáo dục đánh up là cho đề minh họa, cho nên là cô dành thời gian để đang gõ đề vân vân các kiểu, cho nên là cô chưa có hoàn thành xong cái file đó, cho nên ngày mai cô sẽ up được chưa? Cái file đó 1.000 câu lý thuyết cô sẽ up trong cái khóa tổng ôn luyện đề, và trong đó cô sẽ giải chi tiết từng câu để các bạn nắm chắc lý thuyết, cả lý thuyết đếm, lý thuyết cơ bản, để các bạn anh nắm chắc trong tay 7 điểm được chưa? Và chắc chắn là bài tập đang vân vân thì mình vẫn luyện bình thường. Ok. Rồi câu 32 các bạn chọn C, đa số chọn C đúng không? Thế mình sửa nha. Câu A nào. Cho thằng này phản ứng với thằng này, các bạn không cần phải viết phương trình đâu các bạn, các bạn chỉ cần nhìn cho cô nào. Có Paris với góc S4 thì chắc chắn nó sẽ có kết tủa BAS4 được chưa? Có cái góc CO3 này nè, các bạn nhìn cho cô nè. Cái này là góc axit yếu mà cộng với góc axit mạnh thì chắc chắn nó bị đòi ra và mình thu được khí CO2 đây. Và có nghĩa là thí nghiệm đầu tiên mình thu được cả kết tủa và cả khí, đúng. Câu B nào. Hai muối này phản ứng với nhau thì các bạn sẽ có. Câu trường hợp này có kết tủa có khí không các bạn? Đầu tiên mình nhìn cho cô có góc bari, có góc CO3 thì chắc chắn có tủa BaCO3 được chưa? Ok. Tiếp theo bạn hình dung cho cô chỗ này nè. Cô đã lưu ý với các bạn rất nhiều lần rồi, cứ hễ mà gặp muối amoni mà gặp với cái ba dơ á, thì chắc chắn mình sẽ có cái khí amoniac ở đây. Cho nên đây là trường hợp đúng, được chưa? Rồi câu C nào. Đun nóng nước cứng tạm thời. Bạn quý làm xong 1.000 lý thuyết thì có chắc ăn lý thuyết không cô? Thì chắc chắn, tại vì trong đó cô đã soạn cho các bạn đủ hết tất cả các cái câu lý thuyết mình hay gặp chứ trong đề thi của các năm trước, có cô tự soạn có vân vân, tức là cô sưu tầm có, cô tự soạn có, và cô chắc chắn là cô giải chi tiết từng cái để các bạn nắm chắc hết. Cô trong cái quá trình giải thì cô sẽ nhắc lại hết các cái lý thuyết, lưu ý là những hết những cái chỗ mà các bạn hay bị sai hay bị lừa, nhưng mà có chắc chắn 100% hay không thì nó còn phụ thuộc vào các bạn nữa, hiểu không? Chứ cô giải ra mà các bạn học xong rồi các bạn vứt đó, các bạn không xem lại, các bạn không lưu tâm thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ không nhớ được hết. Cho nên ấy, có chắc ăn hay không là nó còn phụ thuộc một phần vào các bạn nữa nhé. Cô là cố gắng dạy hết sức mình rồi, cái phần cố gắng là phần nằm ở các bạn, hiểu chưa? Ok, rồi câu C nào, câu này đúng hay sai, có thu được cả kết tủa và chất khí hay không? Thì mình sẽ có nồng CaHCO3 tất cả hai lần. Khi mà nước cứng tạm thời là cô lấy ví dụ nè. Trong nước cứng tạm thời có phải nó chứa cái muối CaHCO3 hai lần không? Cô đem nhiệt phân cái muối này, có phải mình sẽ thu được cái muối trung hòa là CaCO3 cộng với khí CO2 và nước không cả? Mình học lý thuyết nè. Muối axit nhiệt phân thu được muối trung hòa cộng CO2 và nước, cho nên mình cả thu được kết tủa và khí CO2, đúng. Câu D nào, cho nhôm vào NaOH thì các bạn biết rồi, cái này mình sẽ thu được muối natri aluminat cộng với khí hydro. Và mình chỉ thu được khí thôi chứ không có cái chất kết tủa nào cả ở đây cả, cho nên cái này là sai. Và câu E nào, cho natri vô muối COF4 thì đầu tiên các bạn biết natri nó sẽ phản ứng với nước trước để tạo thành khí hydro đúng không? Và NaOH. NaOH này nó tiếp tục nó phản ứng với cái COF4 để nó trao đổi, nó tạo ra kết tủa gì bạn? COOH hai lần. Và cái câu này mình gặp rất rất là nhiều lần rồi, cho nên chắc chắn các bạn không sai đúng không? Cho nên mình có đây là trường hợp đúng, có cả tủa và khí. 1 2 3 4 đáp án là câu C. Được chưa? Ok, chuẩn. Câu tiếp theo nào, câu số 34, có bao nhiêu phát biểu đúng? Các bạn làm cho cô mấy câu phát biểu đúng sai trước nhé. Ok. Câu số 34 nào. Ôi, một câu, 1.000 câu mà học thuộc hả Tân? 1.000 câu mà học thuộc là toang rồi. Trí nhớ nào mà nhớ nổi. Quan trọng là các bạn học để các bạn hiểu rõ bản chất, mình phòng ngừa, mình rút ra được kinh nghiệm, đúng không? Thì cái thứ nhất mình tránh được những cái lỗi mình hay sai, vân vân. Chứ không phải là mình học thuộc lòng đâu các bạn ơi. Rồi, 34 các bạn chọn A. Rồi giải luôn nhé. Ta có nào, ý A, ở điều kiện thường glucose và alanin đều là chất rắn dễ tan trong nước. Ok, đúng hay sai các bạn? Quá đúng đúng không? Câu này quá đúng. À, bạn Huy nói đúng là đã thuộc mà thuộc được 1.000 câu thì các bạn qua khối C các bạn học môn sử và môn địa chuẩn luôn rồi, đúng không? Nha, cái 1.000 câu đó không phải là để các bạn học thuộc đâu, mà mình giải 1.000 câu để làm chi? Để mình gặp hoài tụi nó và mình không có sai được nữa các bạn, mình nhuần nhuyễn lý thuyết chứ không phải là học thuộc lòng.
Rồi, câu này đúng thì mình nhớ lưu ký cho cô nhé. Glucose nó tồn tại ở thể rắn. Thằng này là amino acid thì nó cũng tồn tại ở thể rắn luôn, được chưa? Rồi, ok. Câu B nào. Khi tham gia phản ứng trắng bạc, glucose bị khử tạo thành ammoni gluconate. Thì ở đây cái ý này nó tạo ra muối amoni gluconate là ý đúng, nhưng mà bị khử là sai đúng không các bạn? Mình nhớ cho cô nào, glucose nó chỉ bị khử bởi cái thành duy nhất đó chính là hydro thôi. Còn lại khi phản ứng với bạc nitrat, phản ứng với brom, phản ứng với COOH hay lần khi đun nóng thì nó đều thể hiện gì bạn? Thể hiện tính khử và nó bị oxy hóa. Cái này là bị oxy hóa chứ không phải bị khử các bạn ơi. Nó chỉ bị khử bởi hydro thôi nha. Các bạn lưu ý cho cô, câu này là câu sai. Câu C nào, amylopectin là thành có cấu trúc mạch không phân nhánh. Câu này quá sai, thằng này là mình biết chắc ăn là nó có nhánh đúng không? Câu này là sai. Câu D, thành phần chính của cồn 70 độ thường dùng trong y tế là methanol. Các bạn biết rồi, cồn 70 độ cồn dùng trong y tế là cồn ethanol các bạn, rượu ethylít đó, CH5OH. Câu này là câu sai. Câu D nào, gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ chất béo. Câu này quá sai luôn, nó là đông tụ gì bạn? Đông tụ protein chứ thế nào là đông tụ chất béo được. Vậy thì mình sẽ nói là gì? Câu này chỉ có một câu phát biểu đúng là câu A. Rồi ok, xong nhé. Câu này các bạn nào đúng không? Xin lỗi cô, em không nhìn qua chữ khử. Rồi ok, toàn một thanh niên. Là các bạn đọc đề không kỹ đúng chưa? Cho nên là một cái kỹ năng nữa các bạn cần rèn luyện trong cái quá trình luyện đề đó là các bạn phải đọc kỹ đề các bạn. Đọc kỹ đề được chưa? Mình rèn luyện cái kỹ năng là đọc nhanh và đọc kỹ đề. Chứ không là đọc mà các bạn lướt qua bạn không để ý chữ khử là bạn toang rồi. Ok. Rồi và thì đến thời điểm hiện tại các bạn mình giải xong tới câu này thì còn lại bao nhiêu câu nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 câu, mình còn 8 câu, có nghĩa là tới giờ này là mình đã giải được 32 câu rồi đó. 32 câu có phải các bạn ăn được 8 điểm rồi không? Vậy thì các bạn thấy lúc nãy cô nói các bạn đề này ăn được 8 điểm có phải rất rất là nhẹ nhàng không? Rất nhẹ nhàng vì sao? Nãy giờ mình chưa gặp một cái câu bài tập nào khó. Và lý thuyết thì cũng chưa có câu nào khó luôn, những cái câu lý thuyết đếm như này nè. Bây giờ mà những câu này các bạn đếm sai thì thực sự các bạn đang thực sự yếu lý thuyết, các bạn cần phải luyện thêm lý thuyết cho cô nhé. Tại vì những cái này là mình học lý thuyết cơ bản, bây giờ mình ghép lại thành một cái câu lớn thôi các bạn, chứ không phải là câu khó, hiểu không? Đây là một câu lý thuyết đếm là nó ghép những cái câu dễ lại thành một câu lớn thôi. Cho nên đề này ăn 8 điểm các bạn thấy rất rất là dễ không nào? Câu 40 kìa cô ơi, là câu sao? Câu 40 là câu lý thuyết hay sao? À còn câu 40 lý thuyết nữa đúng không? Thế mình giải luôn câu 40 lý thuyết rồi mình qua mình giải bài tập luôn đúng không? Ok rồi, giải câu 40 luôn. Câu 40 cũng là câu lý thuyết luôn các bạn. Cho tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau, người ta hỏi là cái thí nghiệm nào, cái kết luận nào là sai ấy. Ok, bắt đầu nào. Bước số 1, cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gram dầu dừa. Dầu dừa là một cái chất béo đúng không? 10 ml nao H40%. Bước 2, đun sôi nhẹ hỗn hợp liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cốc vào để cái thể tích không đổi. Rồi để nguội hỗn hợp. Tiếp theo đó ta rót thêm NaCl vào để yên. Rồi người ta hỏi phát biểu nào là sai thì cái câu này mình đã quá quen rồi các bạn, mình gặp cái câu này trong cái đề thi của cái năm 2019, năm minh họa năm 2020 và mình gặp trong đề thi thử rất rất là nhiều lần rồi, cho nên câu này không thể nào sai được nữa. Thế mà cô vừa nhìn lên là bạn Quý chọn câu B là cô thực sự rất rất là đau lòng luôn các bạn. Đáp án câu này phải là câu A nhé. Bạn có nào, sau bước 3 thấy cái lớp chất rắn màu trắng nổi lên trên gọi là glycerol, câu này là sai. Mình có nào, khi mà mình đang thực hiện cái phản ứng này bạn, dầu dừa là chất béo mình phản với NaOH, đây là thực hiện phản ứng gì? Xà phòng hóa chất béo đúng không? Cái sản phẩm mình thu được sẽ là xà phòng và glycerol. Xà phòng là một cái khối chất nó có cái nó nhẹ các bạn, cho nên nó sẽ nổi lên trên. Nó có màu trắng và nó nổi lên trên được chưa? Cho nên cái phần mà mình thu được nổi lên trên màu trắng chính là xà phòng hay còn gọi là muối của axit béo. Được không nào? Gì đây? Bạn Quý 1 đến 4 mà cô là sao? Bạn Quý hỏi 1 đến 4, 1 trừ 4 mà cô là sao? Cô không hiểu ý bạn Quý luôn á. Nãy giờ em comment đúng câu nào đâu. Trời ơi, chết nó chưa. Rồi ok, vậy thì mình có nhớ câu A là câu đúng được chưa nào? À nhầm, sorry, câu A là câu sai. Đề này bảo chọn phát biểu sai là câu A. Còn những câu còn lại nè các bạn ơi, mình đã quá quen thuộc rồi. Ví dụ nào, NaCl bão hòa vào là có tác dụng tách muối qua axit béo ra khỏi hỗn hợp. Câu này cô đã nói rất là nhiều lần rồi.
Tại vì NaCl nó sẽ có tác dụng là làm tăng cái tỷ khối, cái khối lượng riêng của dung dịch sơ vòng á, nó làm cho sơ vòng nhẹ hơn mà nổi lên trên. À bạn 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 quý nó là ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4. Ok, I'm fine nó luôn. Nó lừa cô. À, không biết là lừa thiệt hay không nhưng mà này là không nên nha. Đang giải đề mà nó lừa cô. Còn hai câu này là các bạn thấy quá đúng rồi. Phản ứng này là phân thủy phân chất béo và cái này là người ta nói là phản ứng xà phần hóa chất béo. Hai câu C và D là không bàn cãi nhiều nha. Ok, mình xong rồi. Bây giờ mình còn bao nhiêu câu nữa? Mình còn 7 câu nữa bạn. Mà có nghĩa là cô đã giải xong cho bạn 33 câu là anh 8 điểm 25. 8 điểm 25 có phải là rất là dễ dàng rồi không? Bây giờ bắt đầu mình đi những cái câu tiếp theo nhé để ăn điểm cao lần lần nào. Câu số 31 bắt đầu nhé. Câu 31, đọc đề, phân tích đề và giải nào. Hấp thụ hoàn toàn với lý khí CO2 vào dung dịch gồm NaOH và Na2CO3. Để các bạn hình dung dễ dàng thì cô sẽ tóm tắt cái đề ra cho các bạn nhìn nhé. Bạn nào mà chưa rành các bạn thì các bạn tóm tắt đề ra các bạn giải cho nó dễ nha. Cô thì cô tóm tắt cho bạn dễ nhìn thôi chứ lúc giải thì các bạn không cần tóm tắt vẫn được. Bạn nào giải quen rồi khỏi cần tóm tắt. Cô tóm tắt để các bạn dễ nhìn, ok. Rồi với số mol của NaOH là A mol và Na2CO3 là 1,5 A mol thì ta thu được cái dung dịch X, dung dịch X chứa cái gì? Thì mình tóm tắt luôn nào. Khi CO2 mà vào phản ứng với hỗn hợp gồm một cái bazơ và một cái muối carbonate thì cái dung dịch X này các bạn 99% mình thu được sẽ chứa gì bạn? Thứ nhất là chứa muối natri carbonate, thứ hai là chứa muối natri hydrocarbonate các bạn. Hay nói cách khác nó sẽ chứa các ion là natri cộng, HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Ngoài cái trường hợp này thì nó cũng có thể xuất hiện cái trường hợp là tạo ra muối carbonate và có OH trừ dư các bạn. Nhưng mà cái trường hợp này nó ít gặp hơn nhé. Thì mình ưu tiên mình giải trường hợp này trước được chưa nào? Và mình đọc tiếp đề cho cô nào. Người ta đem cái này chia làm hai phần bằng nhau đúng không? Rồi phần 1 cho từ từ cái phần 1 vào trong. Cho từ từ phần 1 cho từ từ. Cho từ từ vào HCl. Thì số mol HCl này là 0,12 mol. Và mình sẽ có là gì? Thu được cái CO2 ở đây là 0,09. Ok. Rồi cho phần 2 là vào cái gì bạn? BaOH hai lần dư. Thì mình sẽ thu được cái kết tủa và các bạn biết ngay cái kết tủa đây chắc chắn là kết tủa BaCO3. Cái này các bạn chia ra nó sẽ ra được 0,15 mol kết tủa được chưa? Ok, mình giải luôn nhé. Cô tóm tắt đề rồi đó. Người ta bảo tính cái giá trị của VCO2 chấm hỏi. Ok. Bạn nào đã giải câu này trước ở nhà rồi các bạn cho cô biết đáp án thử nào. Cái dạng này các bạn, bạn nào mà đang học mà bạn nào đang xem livestream mà học trong khóa live VIP của cô á, live VIP là cái khóa chuyên đề của cô từ đầu năm đến giờ á, thì trong chương là kim loại kìm kiềm thố cái dạng này cô đã dạy cho bạn rất là kỹ rồi đúng không? Mình giải và cô phân tích rất là kỹ cho bạn rồi cho nên cô chắc chắn các bạn sẽ làm được câu này. Ok. Bạn gì đây? Bạn Yuki cứu em, cứu gì đây Yuki? Bạn trung thành mấy má lớp em à, xưng mấy má luôn. Rồi ok. Rồi ok, bạn Yuki, cái vấn đề của bạn Yuki thì lát nữa inbox cho cô sau nhé. Còn bây giờ cô đang giải đề mà, lát nữa cô nói sau nha. Bây giờ cô đang giải đề đó, tập trung giải đề đó các bạn. Câu 31, bạn Quý Hưng chọn D nào, bạn Trân chọn D, những bạn còn lại. Rồi ok, mình phân tích đề giải nhé. Bạn nào chưa ra thì giải chung với cô luôn nào. Bạn Hiếu lẹ, lẹ hôi cô ơi hả? Từ từ các bạn ơi, cứ từ từ nhé. Mình mới có, còn sớm mà. Bây giờ cô giải cho bạn hiểu chứ mà giải nhanh thì cô chỉ ngồi bấm máy tính thôi nó nhanh. Cô giải cho bạn hiểu chứ không hiểu thì toàn còn đâu. Ok, bây giờ mình sẽ có nào. Thứ nhất các bạn, để cái bài này mình làm cho nó dễ dàng thì các bạn nên nhân cho cô nào. Chỗ này là số mol của HCl mình dùng cho một phần đúng không? Bài này chia làm hai phần bằng nhau, các bạn nhân đôi lên cho cô đi chút nữa để mình giải cho nó khỏi bị sai được chưa? Đây là 0,24. Nhân đôi lên hết luôn các bạn. Mol kết tủa này là 0,3, này là 0,18. Nhân đôi hết lên luôn nhé. Tại vì đây là người ta đang chia làm hai phần bằng nhau. Thì cô coi như là cô nhân đôi lên là cô tính trong một cái hỗn hợp này luôn. Để lát nữa mình tính cho nó dễ nha. Và để mình khỏi bị quên cái chỗ nhân đôi á, thì mình nhân ngay từ đầu được không nào? Rồi bắt đầu giải. Đầu tiên các bạn phân tích đề cho cô nào. Ta có, mình sẽ xử lý chỗ nào trước các bạn?
chắc chắn là mình xử lý ở phía sau này trước đúng không? Dữ kiện nó đang dùng ở phía sau này. Bạn nhìn cho cô nào, cô sẽ xử lý chỗ phản ứng với BLH 2 lần trước. Cô thấy được là cái gì nào? Khi đem cho BLH 2 lần dư vô phản ứng với cái hỗn hợp này thì có phải nó sẽ tạo ra được kết tủa với cả ion H2O3 trừ và CO3 2 trừ không các bạn? Và cô ở đây cô sẽ dùng bảo toàn carbon. Cô bảo toàn carbon thì bạn nhìn cho cô nào, carbon trong này và carbon trong này. Hay nói cách khác là cái góc CO3 2 trừ ở chỗ này và góc góc CO3 chỗ này nó sẽ nhảy vô trong cái kết tủa này đúng chưa? Cái mol kết tủa này là 0,3 và cô suy ra tổng mol của góc CO3 2 trừ ra là 0,3 luôn. Và cô chưa biết hai mol thằng này là bao nhiêu, cô sẽ đặt gì bằng giá trị là XY. Ok không nào? Rồi vậy cô có phương trình đầu tiên luôn, đó là bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon cô có X cộng Y sẽ bằng tổng số mol ở đây là 0,3. Được chưa? Rồi tiếp theo phương trình số 2 chắc chắn cô sẽ lập dựa trên cái dữ kiện phản ứng với HCl. Và các bạn đọc kỹ cho cô cái đề này nào, người ta cho từ từ cái muối này vô trong axit nha bạn. Các bạn phải phân biệt cho cô giữa hai cái thí nghiệm là cho từ từ axit vào trong muối và ngược lại là cho từ từ muối vào trong axit. Thì lúc này là người ta đang cho từ từ muối vào trong axit. Cho nên các cái phản ứng nó xảy ra lần lượt sẽ là H cộng phản ứng với HCO3 trừ tạo ra CO2 và nước. Và thêm một phương trình nữa đó là gì bạn? H cộng cộng với CO3 2 trừ tạo ra CO2 và nước luôn. Và lưu ý cho cô, cái trường hợp này là hai cái phản ứng này nó xảy ra đồng thời cùng một lúc theo đúng tỷ lệ mol được chưa? Xảy ra đồng thời cùng một lúc theo đúng tỷ lệ mol. Rồi công bằng cho cô nào. Bạn note lại cho cô nha. Cái dạng mà cho từ từ hỗn hợp muối gồm carbonat và hydrocarbonat vô trong axit thì hai phản ứng này nó xảy ra đồng thời cùng một lúc theo đúng tỷ lệ mol. Và các bạn thấy cho cô nào. Bạn thấy cho cô nhé là lúc này á, lưu ý cái kiểu bài toán mà gặp ngay chỗ này người ta sẽ hay lừa mình á. Lừa mình ở chỗ là người ta cho H cộng thường người ta cho thiếu các bạn. Cho thiếu có nghĩa là hai thằng này chưa chắc nó đã tham gia phản ứng hết. Thế làm sao để cô biết là nó phản ứng hết hay không thì bạn làm cho cô một cái phép so sánh nhỏ nhỏ này nhé. Bạn đặt cho cô là lúc này các bạn đặt chỗ này là XY thì giả sử cô điền vô đây X mol này Y mol. Thì cái mol CO2 của chúng ta có phải là cũng là X cộng Y không? Đúng không? Mol CO2 của chúng ta chỗ này cũng là tổng X cộng Y. Và tổng X cộng Y này nó sẽ bằng mol của CO2 là 0,18. Các bạn thấy cái giá trị này 0,18 với cái giá trị X cộng Y bên này ta vừa lập ở đây là 0,3, có phải nó khác nhau hoàn toàn không? Nó khác nhau thì chứng tỏ là ở trong cái thí nghiệm mà cho HCl này vào, hai thằng này chưa tham gia phản ứng hết, nó còn dư. Có nghĩa là các bạn không được đặt chỗ này là X mol, chỗ này Y mol vô đâu nha. Mà các bạn đặt cho cô một cái giá trị khác, đó là ẩn B và ẩn C nhé. Cô né cái ẩn A cho nó khỏi bị trùng với đề bài được chưa? Rồi lúc này cô suy ra được nào, chỗ này H cộng là B mol, chỗ này H cộng là 2B mol, chỗ này là B mol và chỗ này là C mol. Và cái mục tiêu mà người ta cho các bạn vô phản ứng với HCl chỗ này á, duy nhất chỉ là để các bạn tính được cho cô tỷ lệ mol của hai thằng này thôi các bạn. Tỷ lệ mol giữa hai ion HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Tỷ lệ này tính bằng cách nào thì tính bằng cách thứ nhất các bạn lập cho cô cái phương trình chỗ này, bạn giải cho cô giá trị BC nào. Ta có tổng mol của CO2 là B cộng C bằng 0,18. Cái thứ hai là ta có tổng mol của H cộng là nhiêu các bạn? À chỗ này là C chứ. Là B cộng 2C sẽ bằng mol của HCl là 0,24. Rồi các bạn bấm cho cô ra giá trị BC nào. C sẽ bằng là 0,24 trừ này là 0,06. Vậy thì B sẽ bằng 0,12. Ok không? Rồi ok. Và lúc này các bạn suy ra được cho cô tỷ lệ mol giữa ion HCO3 trừ chia cho ion CO3 2 trừ. Nó sẽ bằng cái chữ B chia cho chữ C được chưa? Ấn B chia C. Và bằng 0,12 chia cho 0,06. Tỷ lệ này đúng bằng 2 lần. Và cô nhắc lại cho bạn nha, cái phần mà cái chỗ mà người ta cho cái hỗn hợp muối này vào trong cái axit á, thì cái mục tiêu duy nhất của người ta là để các bạn tính được tỷ lệ mol giữa hai cái góc này với nhau, chứ không phải để giải ra số mol chính xác của hai góc này. Được chưa? Ok, vậy thì lúc này ta sẽ có nào, tỷ lệ của hai thằng này chia nhau là bằng 2. Thì lúc này cô suy ra trong cái hỗn hợp này ta có X chia Y cũng phải bằng nhiêu bằng? Bằng 2 được chưa? Rồi từ đó các bạn mới giải ra chính xác mol của tụi nó là XY nè. Bấm máy tính giải cho cô XY nè. Ok nhá. Hiểu không? Bài này nó chỉ có lưu ý vào đó thôi. Các bạn lưu ý vào đó là bạn ra rồi. Rồi các bạn giải ra được X bằng 0,2 và Y bằng 0,1. Xong nhá. Có X bằng 0,2
y bằng 0,1 rồi. Thì bắt đầu các bạn giải cho cô, suy nghĩ luận giải cho cô ra giá trị của CO2 nào. Thì đến cái thời điểm chỗ này rồi các bạn giải ra nhẹ nhàng rồi các bạn. Trời mai em thi giáo dục công dân với anh Văn. Giáo dục công dân mà học gì đâu trời ơi. Rồi bạn Thúy bỏ cuộc sớm quá. Các bạn phải làm được những câu này bạn ơi. Câu này thật sự mà các bạn bây giờ các bạn biết cách làm cho cô rồi, bạn luyện dần dần trong cái quá trình luyện đề 3 tháng còn lại á, thì vô phần thi lỡ nó gặp một cái câu tương tự như thế này chắc chắn các bạn sẽ làm được, được chưa? Còn tới tận 3 tháng mà. Ok, các bạn có XY rồi, các bạn nhìn cho cô trong đây nè. Đến cái khúc này thì mình giải báo toàn nguyên tố cho cô là xong. Bạn hình dung cho cô nè, tổng carbon ở phía trước phản ứng nó nằm trong CO2 và nằm trong này đúng không? Thì nó sẽ bằng tổng C ở trong hai cái này. Vậy thì các bạn muốn tính được CO2 đây, các bạn sẽ lấy tổng carbon đây, trừ carbon chỗ này thì ra chỗ này, được chưa? Và bây giờ mình muốn tính được cái carbon chỗ này thì mình phải tính được thằng này. Muốn tính thằng này thì các bạn phải bảo toàn nguyên tố gì bạn? Bảo toàn natri, đúng chưa? Vậy thì ta phải tính được cho cô mol natri đây cái đã. Muốn tính được mol natri đây thì bạn nhìn cho cô nè, trong cái dung dịch này nó đang chứa các cái ion này thì mình dùng cho cô định luật bảo toàn gì? Bảo toàn điện tích, đúng không? Quá quen thuộc với mình rồi. Trong một cái dung dịch thì bạn luôn luôn dùng bảo toàn điện tích nhé. Ta nhắm luôn cho cô nè. Tổng mol điện tích âm ở đây sẽ là 0,2 nhân 1 nè. Cộng 0,1 nhân 2 thì tổng mol điện tích âm là 0,4, đúng không? Vậy mol của điện tích dương ở đây cũng là 0,4, chính là mol của natri cộng. Ok chưa? Rồi, mol của natri cộng là 0,4 thì nó sẽ bằng tổng natri ở phía trước này bạn. Các bạn bảo toàn natri cho cô. Bảo toàn natri thì ta có chỗ này là 1 amol natri, chỗ này là 1,5 nhân 2, được chưa nào? Thì tổng mol natri chỗ này sẽ là ra 0,4, từ đó bạn bấm cho cô ra giá trị của A bằng 0,1, đúng không? Rồi, ta có A bằng 0,1. Vậy thì cái thằng này sẽ là 0,15 mol. 0,15 và các bạn tổng cho cô nè. Tổng carbon ở đây là 0,2 cộng 0,1 là 0,3. Trừ chỗ này là 0,15 thì suy ra carbon ở đây có phải là 0,15 luôn không? Rồi ok, đó các bạn thấy nhẹ nhàng tình cảm chưa nào? Rồi có số mol nhân 2,4 thì bạn ra được thể tích của nó sẽ là 3,36 lít, đáp án là câu D nhé. Ok chưa? Rồi xong nhá. Nhẹ nhàng không? Quá nhẹ nhàng luôn. Ok. Bạn Quý làm sao để em biết nó không dư OH thế cô? Thì lúc nãy cô nói với bạn rồi đó, cái dạng mà cho CO2 vào hai cái này á, thì thường thường cái trường hợp mình thu được cả cái hỗn hợp siêu ấm nó chứa cả muối hydrocarbonate và CO32 trừ á, thì đây là trường hợp mình hay gặp hơn là trường hợp có OH trừ dư, được chưa? Hay gặp hơn, và các bạn nhận có thể nhận biết cho cô dựa trên cái chỗ này nè. Đề bài người ta bảo là cho từ từ cái hỗn hợp muối này vô trong HCl. Cái kiểu bài toán mà người ta cho từ từ axit vào muối hoặc là cho từ từ muối vào axit thì đây là cái dạng toán chỉ có gặp trong cái bài toán hỗn hợp gồm muối HCl3 trừ và CO32 trừ thôi. Được chưa? Hiểu không? Nó hay gặp chỗ này. Có nghĩa là nó là một cái dấu hiệu nhận biết luôn rồi các bạn. Ok. Cho nên đọc tới cái chữ từ từ á, thì chắc chắn luôn cái này phải chứa muối hydrocarbonate và carbonate. Được không nào? Xong nhá. Rồi ok, câu này nhẹ nhàng tình cảm, không có khó đâu nha các bạn. Nó không hề khó chút nào hết. Bạn nào chưa ghi bài giải kịp thì bạn ghi vào nha. Câu này mình học nhiều trong khóa VIP rồi mà, chứng tỏ bạn học xong các bạn bỏ, bạn không có ôn lại, dẫn đến các bạn quên. Cày lại cho cô nha. Vào chương kim loại kiềm kiềm thổ, dạng toán gì? CO2 phản ứng với hỗn hợp gồm 3 dơ và muối carbonate, các bạn sẽ làm được câu này. Ok. Bây giờ mình qua câu tiếp theo nào, câu số 33, một cái câu toán chất béo. Thì câu này các bạn ơi, hình như là bộ giáo dục lười cho đề, cho nên các bạn thấy không, cái câu này nếu như bạn nào đã làm đề minh họa năm 2020 năm ngoái rồi thì các bạn sẽ thấy cái câu này nó giống tương tự như đề năm minh họa năm ngoái, tương tự thôi nha chứ không phải giống y chang, tương tự. Cho nên là cô mới nói là bộ giáo dục hình như đang lười cho đề mới, cho nên lấy luôn đề cũ cho vào luôn. Ok, mình giải câu 33 nào. Rồi câu này thì ok, mình quen rồi, bài toán về chất béo. Mình sẽ quy đổi giải ha. Rồi bây giờ các bạn giải cho cô nào. Rồi quy đổi nhé. Quy đổi thì cô ở đây nè, ngoài quy đổi thì các bạn có thể dùng chất vân vân, nhưng mà cô sẽ ưu tiên giải theo cái cách các bạn dễ hiểu hơn, đó là quy đổi. Theo cái cách mà các bạn hay dùng á nhé. Cô giải ưu tiên cho cái cách mà các bạn dễ hiểu. Được chưa nào?
Bài đầu tiên các bạn đọc đề cho cô nào. Xà phòng hóa hoàn toàn amalgam hỗn hợp E gồm các triglycerid bằng dung dịch NaOH thì thu được glycerol, và hỗn hợp gồm các cái muối này với tỷ lệ mol tương ứng. Ok, cô nháp ra để bạn hiểu luôn nhé. Cái muối này cô ghi luôn nào: C17HXCOONa, C15H31COONa, rồi C17HY gì bạn? COONa. Có tỷ lệ mol tương ứng là 3A, 4A và 5A. Các bạn đặt cái số mol tương ứng như thế này nhé. Rồi mạch khác đem hydro hóa nó thì mình thu được này. Ok, cô nói về cái phần quy đổi trước đã. Bạn quy đổi nó về cái gì bạn? Có rất nhiều cách quy đổi các bạn. À, copy paste. Bộ cho ra cho kịp thời gian thôi hả? Ok. Rồi bây giờ mình dạ nhá, mình quy đổi cái phần quen thuộc của mình đó là gì? Trong cái này các bạn, mình chưa biết cái này là C17H bao nhiêu, C17H bao nhiêu, cho nên ấy mình sẽ ưu tiên quy về cái thành có cái số C bí hơn là thành 15, được chưa? Cô giải theo cái cách mà các bạn hay dùng. Đó là C15H31CO tất cả 3 lần C3H5. Đã, cô đưa về cái chất béo có cái số C bí nhất là C15 nhé. Và chắc chắn là các bạn phải tách các cái CH2 ra đúng không? Các bạn hiểu nè, thành này thành 17. Các bạn đối với thành C15 thì nó còn dư ra cái các gốc cái C, các gốc CH2 ở đây, được chưa? Và các cái này cô chưa biết nó no hay không, cho nên cô phải trừ đi bớt hydro ra. Hiểu vấn đề chưa nào? Rồi bắt đầu các bạn tính cho cô, điền cho cô mol của máy này dựa trên mol của các cái gốc này. Tổng mol của ba cái gốc này cộng lại các bạn sẽ có là 12A đúng không? 12A mà cái trong này các bạn sẽ có cho cô nào. Đem cái chất béo mà thủy phân thì nó có phải tạo ra được ba gốc muối không ạ? Một cái chất béo thì nó sẽ tạo ra được ba gốc muối. Cái phương trình tổng quát các bạn. Mà tổng mol muối ở đây là 12A thì có phải các bạn suy ra ngược lại mol của chất béo sẽ là 4A mol không? Hiểu vấn đề chưa nào? Ok. Cái tiếp theo mol của CH2 thì các bạn sẽ tách ra cho cô bằng cách dựa trên này nào. Thằng này 17 carbon mà các bạn tách ra thành C15 thì có phải nó còn lại hai gốc CH2 không các bạn? Thằng này cũng còn lại hai CH2 đúng không? Bạn lấy cho cô nào, 3 nhân 2 là 6 A mol CH2, cộng chỗ này 5 nhân 2 là 10, và tổng là 16 A mol CH2 ở đây. Và hydro là cái các bạn chưa biết bao nhiêu mol, các bạn đặt cho cô một cái ấn khác là B nhé. Đó, mình đặt riêng cho nó một ấn là ấn B, được chưa? Rồi ok, và tổng bài toán này ta có hai ấn thì nhẹ nhàng rồi, mình sẽ giải cho cô nào. Dự kiện thứ nhất, đề bài người ta đem cho cái hỗn hợp này là hydro hóa amalgam hỗn hợp này. Thì ta có nè, đem cộng với hydro thì ta thu được cái hỗn hợp là có 68,96 gam. Thì cái gam của này chính là gam của chất béo no đúng không? Chất béo no có nghĩa là các bạn hiểu nè. Khi hydro vào nó sẽ cộng vô cái liên kết bi, chính là nó cộng cho mất cái hydro này đi các bạn. Cho nên cái 68,96 gam này nó chỉ chứa hai cái thằng no là thằng C15H31CO tất cả 3 lần C3H5. Có số mol là 4A. Và CH2 vẫn giữ nguyên là bao nhiêu bạn? 16 A mol, được chưa? Được chưa? Còn cái hydro này nó mất đi, các bạn hiểu không? Cái hydro này là nó đặc trưng cho cái liên kết bi, liên kết đôi C nối đôi C ấy. Thì khi mình cộng hydro thì nó mất cái hydro này đi, nó mất cái liên kết đôi cho nên nó mất hydro này. Ok, được chưa? Rồi các bạn có cho cô nào. Bây giờ lúc này thì nó cứ chỉ có một ẩn thôi, bằng giá cho cô giá trị của A nào. Tổng khối lượng hai này cộng lại là bằng 68,96, các bạn lập cho cô phương trình. M lớn của này bấm máy tính nào. 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44. Tất cả nhân 3 cộng cho 41. Thì nó ra được 806 đúng không? Cô có là 806 nhân cho 4A cộng này là 14 nhân 16A thì nó bằng 68,96. Bạn bấm ra cho cô giá trị của A nào. Rồi, 68,96 chia này ra được A. Ui, cô bấm cái gì? Nó có bị sai cái gì không ta? 68,96 chia cho 806 nhân 4 cộng 14 nhân 16. Rồi, cô bấm ra được A bằng 0,02. Được chưa? Số đẹp. Rồi, có A bằng 0,02 rồi thì bây giờ mình muốn tính được cái giá trị của M các bạn. Thì có phải là cái này cô có rồi, cái này cô có rồi, chỉ cần cô tính được hydro nữa là cô tính ra được giá trị của M không? Hai này mình đã biết là nhiêu rồi, gam của nó là nhiêu ra rồi, các bạn chỉ cần tính được cho cô ra giá trị của cái thằng B này nữa là các bạn tính ra được giá trị của M, hiểu ý nghĩa không?
Bây giờ giá trị B này các bạn sẽ tính dựa trên cái dữ kiện cuối cùng duy nhất, đó là số mol của oxy là 6,09 mol. 6,09 mol mà đụng tới mol oxy thì bạn dùng cho cô cái gì bạn? Bảo toàn E thôi. Đúng không? Bảo toàn E, công thức một dòng nữa là các bạn có. Ta có nào, bắt đầu nha. Thằng này bảo toàn E các bạn tính cho cô nào. Công thức này nó các bạn chịu khó bấm máy tính nhé. Quy định nào? Quy định carbon sẽ trao đổi 4E, hydro trao đổi 1E. Cái nhóm CO này không trao đổi E cho nên không đếm. Carbon trao đổi 4E, hydro trao đổi 1E. Rồi bạn đếm cho cô bấm nào. Bắt đầu bấm cẩn thận đi nha. 4 nhân 15 được chưa? Cộng này là 1 nhân 31 là 31 nào. Ok. Cái cụm này các bạn lưu ý người ta đóng ngoặc lại tất cả 3 lần cho nên ta phải nhân 3 lên được không nào? Cộng với chỗ này là 4 nhân 3 là 12 cộng với 5 được chưa nào? Và tổng thằng này trao đổi 290E các bạn. 290E nhân cho 4A mol là 4 nhân A là 0,02. Cộng với thằng này là carbon dương 4, hydro dương 1 là 4 cộng 2 là 6. 6, 6E nhân cho 16A là nhân cho 16 nhân 0,02. Rồi tiếp theo nào, hydro nữa nha bạn. Cái hỗn hợp này nó ngoài hai này thì còn có hydro nữa. Hydro của chúng ta thì nó trao đổi 1E, 1 nhân 2 là 2E. Chỗ này mang dấu âm các bạn nhớ phải mang dấu âm là trừ nhé. Trừ 2B thì nó sẽ bằng 4 lần mol oxy. 4 lần mol oxy là 4 nhân 6,09. Quen chưa? Quá quen rồi ha. Định luật bảo toàn E. Bạn nào chưa biết cái định luật này thì bạn làm quen dần dần cho cô để khỏi mình khỏi cần phải viết phương trình đốt cháy, mình dùng bảo toàn E nó auto nhanh nhé. Rồi ok, bạn bấm cho cô ship so, bạn giải ra được giá trị A. Thật ra không phải ship so mà bạn bấm máy tính cho nhanh ấy. Được chưa? Ok. Rồi, các bạn bấm ra được B bằng 0,38. Được chưa? B bằng 0,38 các bạn. Có B bằng 0,38 vậy thì các bạn tính được cho cô giá trị của M luôn rồi, tại vì ta đã biết nè. Tổng khối lượng của hai này mình đã biết là nhiêu bạn? Là 68,96 rồi, đúng không? Chỉ cần bạn lấy con số này các bạn trừ đi hydro nữa là các bạn ra được khối lượng hỗn hợp ban đầu đúng không? Người ta nói nè. 68,96 trừ hydro là 0,38 nhân 2 thì nó sẽ ra được là 68,2 gram. Đáp án là câu C được chưa? Đó. Vậy thì bài này mình giải tình cảm dài hàng là ra rồi. Cái này là cô gì? Cô tóm tắt à, cô ghi ra cho bạn hiểu thôi. Còn bạn nào nhá, mà các bạn đã giải quen rồi á, bạn nào mà giải quen để đỉnh rồi các bạn bấm máy tính luôn, các bạn khỏi cần nháp, được chưa? Bấm máy tính thôi, khỏi cần nháp ra luôn. Ok. Như vậy nha. Ok, ổn áp không nào? Câu này đây là cái cách dễ hiểu nhất, được chưa? Ngoài cách này thì các bạn có thể dùng gì bạn? Các bạn có thể dùng chất về gì? COO, carbon và hydro, hoặc là COO, CH2 và hydro đều được. Thì cái cách này đòi hỏi các bạn tư duy cao hơn xíu thì nó phù hợp cho những bạn có cái tư duy tốt. Được chưa? Ở đây cô dạy cái cách này cho tất cả những bạn nào học tầm khá khá các bạn cũng có thể hiểu được nhé. Ok. Rồi xong nha, câu tiếp theo nào. Dễ không? Mình còn bao nhiêu câu nữa bạn? 4-5 câu nữa. Ok, nhanh nha. Bây giờ mình đi tiếp câu số 35 nào. Câu số 35 lại là một câu về vô cơ có chương kim loại kiềm kiềm thổ. Và câu này mình cũng đã học trong khóa VIP rất kỹ luôn rồi bạn. Câu này mà đứa nào nói mà không làm được với cô là coi như chết với cô nha. Đứa nào học khóa VIP mà nói không làm được câu này đi. Câu này trong khóa VIP giải y chang một câu tương tự luôn, trích trong cái đề năm 2010 mấy á, của Bộ Giáo dục hay sao, đề minh họa hay đề thi thử gì đó, không biết. Nhưng mà mình đã giải một câu tương tự rồi. Mà câu này mà đứa nào nói giải không ra là giờ chắc chắn là bị chém nha. Kim là kiềm kiềm thổ học lâu rồi á, tận trước Tết mà giờ chắc là quên rồi. Nguy hiểm. Ok, bạn nào làm ra rồi cho cô biết kết quả nào. Bạn nào ra câu này rồi các bạn, cho cô biết đáp án với. Ok. Ồ, chưa bạn nào ra à? Sao chưa bạn nào comment đáp án hết trơn vậy? Rồi, ok. Trong thời gian các bạn đang suy nghĩ thì cô tóm tắt đề cho các bạn nhé. Cô luôn luôn ưu tiên tóm tắt đề cho các bạn nhìn vào các bạn dễ hiểu á. Còn bạn nào giải quen rồi các bạn khỏi cần tóm tắt được chưa? Giải này tối với nhát quá mấy đứa. Tối với nhát quá. Rồi, bắt đầu giải nhé. Ta có nào. Hỗn hợp gồm ba cái thằng này.
Tại vì sao? Đối với những bạn nào mà học mà các bạn chưa có vững lắm á, các bạn có nghĩa là mình chưa có đọc đề vô mà mình chưa có nhìn ra được cách giải ngay lập tức á, khi tóm tắt đề các bạn. Thì mình trong cái quá trình tóm tắt mình có thể suy nghĩ được cách giải đúng không? Và có thể gì? Mình nhìn vào cái sơ đồ tóm tắt thì mình có thể nhìn được cái mối liên hệ giữa các cái dữ kiện với nhau nó dễ hơn các bạn. Hiểu ý tưởng không? Rồi ok bắt đầu nào. Quăng bang này vô nước thì chắc chắn các bạn biết là mình sẽ thu được cao H và nao H đúng không? Đem này phản ứng với HCl. Thì người ta cho biết nào. À còn nữa các bạn ơi, thu được 50 ml dung dịch X và khí hydro. Người ta cho biết hydro là 0,02 mol. Rồi đem quăng vô trong HCl thì số mol HCl đề bài cho là 0,15 mol. Thì sau phản ứng ta thu được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa cái gì các bạn? Dung dịch Y có pH bằng 1. Thì các bạn phân tích đề luôn cho cô nào. Dung dịch Y mà là có pH bằng 1 á, là một cái pH chứng tỏ nó có axit còn dư đúng không? pH bằng 1 là chứng tỏ nó có môi trường axit các bạn. Vậy thì cô khẳng định luôn dung dịch này có axit HCl dư. Ngoài HCl dư các bạn biết là HCl phản ứng với cao H thì mình thu được KCl. HCl phản ứng nao H mình thu được NaCl đúng chưa? Rồi đem cái dung dịch này người ta đem gì bằng cô cạn. Người ta đem cô cạn. Thì mình sẽ thu được 9,15 gram hỗn hợp chất rắn khang. Vậy thì bạn nhớ cho cô nè, bây giờ mình xác định nhé, đem cái thằng này mà cô cạn thì chắc chắn nè, nó sẽ đi mất nước rồi bạn, cô cạn là nó bị mất nước. Cho nên là KCl vẫn còn nguyên nè, NaCl vẫn còn nguyên. Cái mà các bạn cần lưu ý ở đây đó là HCl. HCl là một cái thằng có cái gì bạn, nó là một cái axit dễ bị bay hơi á, cho nên khi các bạn cô cạn thì nó sẽ bị bay hơi luôn, được không nào? Cho nên chất rắn này không còn HCl nha bạn. Đó, bạn nào mà quên cái này là các bạn sai chắc luôn. Rồi bắt đầu nào, bạn giải cho cô. Bắt đầu giải nha. Câu này nhìn vào có thể là nhẹ nhàng hơn hai câu trên luôn á. Thứ nhất các bạn nhìn cho cô, đối với cái dạng toán mà người ta cho hỗn hợp gồm các kim loại kiềm và oxit của nó vào trong nước á, thì bạn có cho cô nào, mình đổi cái hỗn hợp này cho cô. Quy đổi cái hỗn hợp này về ba cái góc đó là kim loại, là natri, kali và oxy đó, về ba góc này cho mình giải cho nó dễ nhé. Lúc này cái hỗn hợp này gồm ba cái thằng này rồi á, thì các bạn sẽ có nào, khi quăng nó vô nước thì nó sẽ xảy ra cái phương trình oxy hóa khử. Cô sẽ viết cái quá trình trao đổi cho bạn luôn. Natri của cô sẽ tăng lên natri cộng 1 trừ 1 e đúng chưa? Tiếp theo, kali của cô cũng phản ứng tăng lên kali cộng 1 trừ 1 e. Oxy là thằng sẽ bị giảm xuống oxy trừ 2 trao đổi 2 e. Rồi, tiếp theo còn một thằng giảm nữa đó chính là H cộng trong nước, nó sẽ bị khử tạo thành hydro đúng không các bạn? H cộng bị khử thành hydro. Ok chưa? Rồi ok. Bài toán này các bạn hình dung luôn nè, mình muốn tính được m gam của hỗn hợp ban đầu á thì chắc chắn các bạn phải giải ra được cho cô natri bao nhiêu mol, kali bao nhiêu mol và oxy bao nhiêu mol đúng không? Cho nên chắc chắn ta sẽ đặt ba ấn là A, B và C mol, được không nào? Rồi lúc này ta sẽ điền số mol vô, ta có mol hydro là 0,02 thì mol đây là 0,04. Chắc chắn mình sẽ có là gì đây? A mol, này là B mol, này là 2C. Vậy ta sẽ có được cái phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn E đúng không các bạn? Là A cộng B thì sẽ bằng tổng mol E trao đổi với này là 2C cộng 0,04. Đúng chưa? Ta có phương trình số 1. Phương trình số 2 các bạn hình dung cho cô nào, bắt đầu. Mình thấy, mình nhìn ngay cho cô chỗ này nè. Cái này là cái mà bạn nhìn vô bạn thấy ngay lập tức đúng không? Ta bảo toàn cho cô nào. Bảo toàn nguyên tố natri á. Natri ban đầu tiên chỗ này là A mol thì có phải trong cái chuỗi phản ứng này nó sẽ chạy hết vô trong NaCl cũng là A mol không? Tiếp tục tương tự kali cô đặt là B mol thì nó sẽ chạy hết vô trong KCl sẽ là B mol chứ nữa. Vậy ta có tổng khối lượng của hai này là cộng lại bằng 9,15. Ta có NaCl có M lớn là 58,5 nhân A cộng KCl có M lớn là 74,5 nhân B thì cái này bằng 9,15 gam, được chưa? Rồi ok, mình còn một phương trình duy nhất nữa là ta sẽ giải ra được ba ẩn ABC. Phương trình đó ta sẽ giải dựa trên dữ kiện cuối cùng đó là mol của HCl là và cái pH này đúng không? Ok, rồi bắt đầu giải quyết nha. Ta có nào, ở đây là 100 ml dung dịch Y ạ. Thế thì người ta cho pH ở đây với cái 100 ml này thì các bạn sẽ tính ra được giá trị của mol HCl dư. Cái pH này thì bạn nhớ cho cô nào, công thức là pH là bằng trừ log của nồng độ H cộng. Chỗ này mình sẽ suy ra được nồng độ H cộng. Đây môn toán nha, đây môn toán nè. pH bằng trừ log nồng độ H cộng thì suy ra nồng độ H cộng có phải bằng 10 mũ trừ pH không các bạn? Là bằng 10 mũ trừ trừ 1. Ok chưa? Đây là nồng độ nha, đơn vị m. Có nồng độ của H cộng đây chính là nồng độ H cộng dư nha các bạn. Đây là H cộng dư nha. Rồi ok, có nồng độ của H cộng dư các bạn suy ra được mol của H cộng dư. Mol H cộng dư có phải bằng nồng độ này là 10 mũ trừ 1 là 0,1 mol.
À nhầm, sorry, 11 trừ 1 là 0,1. Nhân cho thể tích ở đây là 0,1 thì nó ra được 0,01. Đây là lượng HCl dư, được chưa? Ok. Đây là HCl dư, vậy các bạn nhìn cho cô nào. HCl ban đầu là 0,15 mà trừ đi lượng dư là 0,01 thì suy ra cái lượng nó đã phản ứng có phải là 0,14 không? Ok chưa? Lượng HCl phản ứng là 0,14 thì chính là mol của tổng NaOH và cao H, đúng không các bạn? Các bạn biết là khi hai thằng này phản ứng với HCl thì nó đều phản ứng theo tỷ lệ mol 1:1. Đây, bảo toàn natri nào. Natri amon thì NaOH là amon, kali bmon thì KaOH là bmon. Tổng nào? Natri phản ứng với 1HCl cho nên ta có A cộng B bằng tổng mol HCl đã phản ứng là 0,14. Từ đó các bạn bấm cho cô máy tính giải ra giá trị ABC nào. Ok, cô đã giải rất là kỹ rồi nha. Nó rất là kỹ cho bạn hiểu luôn á. Bấm máy cho cô giải giá trị ABC. Rồi, bấm giúp cô đi các bạn ơi. Cho nên các bạn thấy không, bài này mình nó nhẹ nhàng hơn cái bài hai bài trên luôn á, nhẹ hơn. Rồi ok, A bằng 0,08, B bằng 0,06 và C của mình là bằng nhiêu bạn? 0,05. Ok, ra chưa? Rồi ta có ABC thì bạn cộng tổng cho cô lại khối lượng của các cái dòng này, của các cái nguyên tố này lại nào, cộng natri, kali, oxy lại thì bạn sẽ thu được khối lượng của hỗn hợp ban đầu chứ nữa. 0,08 nhân cho natri là 23 cộng kali là 0,06 nhân 39 cộng oxy 0,05 nhân 16 và sẽ ra được là 4,98 gram. 4,98 gram các bạn ơi. 4,98 gram thì nó sẽ gần với giá trị đó là 5 gram, đáp án là câu câu C, được chưa? Ok. Rồi, bài này như thế nhé các bạn. Cô đã phân tích đề kỹ càng cho bạn rồi đó. Nhìn vào cái sơ đồ của cô giáo, cô nghĩ là chắc chắn các bạn sẽ hiểu hết, được chưa? Cô ơi, cô thấy mức độ đề như thế nào ạ? À? Đề dễ lắm nha bạn, bằng bằng diêm viên vậy nè. Đề rất là dễ luôn em ơi. Nãy giờ cô giáo mà tới bây giờ là còn bao nhiêu câu nữa bạn? 1 2 3 4 câu nữa là mình ăn được 9 điểm rồi đó, nhưng mà thật sự nó rất là nhẹ nhàng luôn. So với các đề năm trước thì nếu như á, so với đề các năm trước thì tới thời điểm hiện tại những câu này nó mới có mức độ 8 điểm thôi. Nhưng mà bây giờ đề này thì mình ăn được 9 điểm rồi. Đúng không? Thường thường các đề trước mà kiếm 9 điểm là khóc trời nước mắt rồi. Đề này kiếm 9 điểm cũng nhẹ nhàng quá đi chứ. Đúng không? Rồi, ok, sao giờ im re hết rồi ta? Hình như mấy đứa chưa giải trước ở nhà thì phải. Cho nên là giờ không thấy bạn nào ý kiến gì luôn. Rồi ok, mình còn 4 câu nữa bạn, mình nuốt hết 4 câu nữa rồi mình nghỉ nhé. Được không? Có ai thắc mắc gì không nào? Ok. Đối với những cái câu ở bài tập ở mức độ này á, bạn nào mà cảm thấy mình xem một lần chưa hiểu thì mình xem lại lần 2, lần 3 cho cô nhé. Share livestream về tường để xem được chưa? Ok. Câu này em không ngờ mức độ 9 điểm hả? Ừ thì nó dễ mà. Có nghĩa là đề này nó dễ quá đi, đúng không? Nên là cho mình làm chơi cho vui thôi các bạn ơi, để minh họa là làm chơi cho vui thôi. Cô ơi, giải thích cho em chỗ oxy, oxy như thế nào bạn đoàn thuận? Giải thích oxy là giải thích làm sao? Oxy trong cái quá trình tham gia phản ứng này các bạn hiểu không? Khi mà mình đổi cái hỗn hợp này về O này là O nguyên tử là O ban đầu á, nó có số oxy hóa là không, được chưa? Khi tham gia phản ứng là bạn biết rồi đó, nó sẽ nhảy vô trong này nữa, đó, vân vân. Trong hợp chất thì nó sẽ có số oxy hóa là âm 2, chỗ này là không, giảm xuống âm 2 thì nó trao đổi 2E, đúng chưa? Hiểu không? Bạn làm quen cho cô nha, kiểu bài toán này như vậy. Xong nha. Cô ơi, cô viết cấu trúc đề này đi cô. À, đề cấu trúc thì từ từ cô gõ sau nhé. Câu vừa giải 8 cộng chưa cô? Thôi, cô vừa nói rồi đó, bây giờ là hiện tại cô giải tới câu này thì còn 4 câu nữa thôi. Còn 4 câu nữa thì có phải là mình đã đạt tới câu 36 là ăn được 9 điểm rồi không? Ăn được 9 điểm rồi đó các bạn. Rồi ok. Bạn bộ đang an ủi chúng ta trước khi thịt chúng ta sau 3 tháng. Chắc chắn các bạn, bao giờ cũng vậy, đề thi thật nó khó hơn đề thi thử chứ không thể nào dễ hơn được, hiểu không? Cho nên là các bạn từ giờ trở đi á, trong cái khóa tổng môn luyện đề mình sẽ được ôn với cô cái mức độ đề, ít nhất nhá là nó phải dễ ngang tầm với đề minh họa này, rồi sau đó nó sẽ khó hơn gấp 2, gấp 3, có thể gấp nhiều lần, được chưa?
Rồi ok. Bây giờ bạn gái có 36 nhé. 36, bạn nào giải rồi cho cô biết đáp án nào. Rồi, bắt đầu tóm tắt đề nào. Hỗn hợp này gồm gì bạn? Etinastat. 0,26 mol hỗn hợp gồm etinastat là CH3COO C2H5. Được chưa? Methyl acrylate là CHCOO CH3. Và hai hydrocarbon. Hydrocarbon đó là cô đặt là CXHY đi ha. Thì đem đốt cháy thì cần cái lượng oxy là 0,79 mol. Thì ta thu được cái lượng nước ở đây là bao nhiêu, bạn tính cho cô nước nào. 10,44 chia cho 18 là 0,58 mol nước. Rồi người ta bảo là nếu như cho 0,26 mol X này phản ứng với brom thì lượng brom cần bao nhiêu, cộng brom chấm hỏi brom bao nhiêu. Rồi ok, bài này ngắn gọn có hai dòng thôi các bạn ơi. Đề mà càng ngắn thì càng nguy hiểm các bạn, thường đề càng ngắn càng nguy hiểm. Ok, bạn Phương ra rồi nè, 36 bạn ra được là đáp án B. Ok, một bạn. Nhưng bạn còn lại, Mai liệu có điện phân không cô? Điện phân á hả? Nói chung là phần này là không có nằm trong giám tải. Và đề minh họa không có thì các bạn hiểu không? Xác suất gặp trong đề thi vẫn có. Vẫn có. Cho nên là gì? Mình cũng phải ôn hết. Được chưa nào? Bạn đừng có lơ là. Ví dụ cô nói với bạn rồi, ví dụ năm ngoái đó, đề thi thử, đề thi minh họa là có bài toán muối amoni, nhưng mà đi thi thật thì không có dạng toán muối amoni. Vậy thì sao? Đề năm nay thì không có điện phân, thì có thể đề thi thật cũng sẽ có điện phân, kiểu như vậy. Được nha. Rồi ok, mình giải câu này nè bạn ơi. Lẹ lẹ rồi mình đi ngủ. Bây giờ mình sẽ có phân tích cho cô câu này. Mình dồn chất mình giải nhé. Chứ câu này mà các bạn có hydrocarbon này mà các bạn đặt công thức nữa thì giải hơi mệt. Đối với những bài kiểu như này các bạn dùng chắc cho cô. Đụng tới bài toán mà hỗn hợp có hydrocarbon nha bạn, ưu tiên dùng chắc cho cô. Dùng chắc quy đổi. Thì ta có nào để dùng chắc được á thì các bạn hiểu cho cô nào, nó đơn giản lắm, các bạn chặt cho cô những cái thằng này thành những cái khúc nhỏ để giải cho nó dễ. Cái bài này có một cái cách nếu các bạn dùng chắc như này giải nó rất là nhẹ nhàng nào. Thứ nhất các bạn có cho cô nè. Cái thằng này nhá, cô sẽ tách nó ra nè, cô tách nó ra. Cô tách cái CO này ra được chưa? Cô chặt cái CO ra riêng. À, vì sao phải chặt CO ra riêng, chút nữa cô sẽ nói xong. Thằng này cô cũng chặt cái CO ra, được chưa nào? Rồi tiếp theo nào, cô sẽ có cái thằng này. Ok, cô sẽ có nhé. Cô lấy một hero này, cô chuyển cho này, thằng này thành CH4, được không? Bạn hiểu không? Cô bắt bớt một hero này qua này, thằng này thành CH4. Còn lại cái thằng này bắt bớt một hero thì là C2H4, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ đổi nó về thành CH4. Thằng C2H4 này thì nó là nhiêu bạn? Có phải là hai, các bạn lấy nhân tử chung là hai ra thì nó chính là hai góc CH2, đúng chưa? Ok, vậy thì riêng cái chất này cô đã chặt nó ra được ba cái khúc nhỏ là như thế này. Tiếp tục nhé, thằng này cô cũng sẽ ưu tiên là cô chặt cái CO ra đây. Tiếp theo cô sẽ ưu tiên cô chặt cái CH4 này ra luôn, cô chặt cái thằng CH4 ra. Thì cô sẽ thấy nào, để chặt được CH4 thì cô sẽ lấy bớt một hero bên này qua các bạn. Bớt một hero này qua là cái CH2 này đi. Cô lấy bớt một hero này qua ha. Cô ghi nháp chỗ này cho bạn hiểu nhé. Cô nói rõ cho bạn hiểu vì sao cô tách như thế luôn. Cho bạn cô nói không thì bạn không hiểu thì khổ nữa. Đây cô lấy bớt một hero này qua, cô chặt ra thì nó thành CH4, ok chưa? Rồi CO được không nào? Cái thằng này mất đi một hero thì cái cụm nguyên, cái hai cái cụm này nó còn lại là C gì bạn? C2 và H2 đúng không? CH2 thì các bạn có phải, các bạn hiểu cho cô nào? Nó chính là gì bằng hai cái góc CH2 trừ đi một hero đúng không? Hiểu không? Hai góc CH2 trừ đi một hero chính là CH2. Thì mục tiêu cô tách như thế này để làm chi các bạn? Tại vì thằng này có một cái liên kết đôi các bạn. Thì cô đang ý tưởng của cô bài này, cô đang muốn tách cái hero này ra, nó chính là bằng cái số liên kết bi các bạn. Để chút nữa các bạn biết là nó phản ứng với brom thì nó sẽ cái mol của hero này chính là bằng mol của brom luôn. Mình hiểu ý tưởng không? Cho nên là cô tách cái thằng này ra, cô muốn làm tách nó ra để cô giải được nó là mol của brom luôn. Vậy thì cô tách theo kiểu này nhé. Vậy thì suy ra cái chất này mình sẽ tách ra được là CH4 nè, COO nè. Hai góc này thì nó trùng với này rồi cho nên là cô không nói nữa. Và CH2 với trừ hydro đi đúng không? Vậy thì cô sẽ có trừ hydro đây. Rồi ok. Và cuối cùng là hydrocarbon các bạn. Hydrocarbon của mình ấy thì nó sẽ có dạng là CXHY. Đây là tổng quát thôi, nhưng mà ở đây các bạn có ba cái loại hydrocarbon các bạn hay gặp, đó chính là ancan CnH2n+2, anken là CnH2n gì bạn 2n, và ankin là CnH2n-2.
Thì những cái thằng này các bạn mình luôn luôn tách ra được. Cô lấy ví dụ luôn nha, mỗi chắc cô lấy một cái ví dụ, thằng này là CH4, thằng này là C2H4, thằng này là C gì bạn? C2H2 đi chẳng hạn. Thì cô đều tách ra được thành CH4 các bạn, có nghĩa là cô tách ra được một góc CH4 nè. Giả sử nó là alkan thì cô đưa về CH4 là không có nói gì hết rồi đúng không? Thằng này nếu như bạn đưa về góc CH4 á thì có phải nó đưa được về hai góc CH4 và bạn phải trừ đi bớt một hydro không? Tương tự thằng này cô cũng đưa về được hai góc CH4 và trừ đi bớt hai hydro chứ nữa. Vậy thì các bạn thấy cho cô nào, lúc này cái hydro mà cô đã trừ ra nó sẽ tương ứng bằng với cái gì các bạn? Bằng với số liên kết pi đúng không? Số pi. Cho nên á nó thỏa mãn cái điều kiện là cô đang nó thỏa mãn cái ý tưởng của cô đang đưa ra cho bạn luôn, đó là cái số hydro này nó bằng với số liên kết pi và nó chứng chính bằng gì bạn? Bằng với số mol của brom luôn. Bạn hiểu ý tưởng không? Cho nên nhé, tất cả những thằng này cô đều đưa về được góc CH4. Vậy thì cô sẽ đưa vượt về góc CH4 và gì nữa các bạn? Và hydro. Ok chưa? Rồi xong nha. Vậy ta có bắt đầu nào. Bắt đầu ta có lúc này cô sẽ có một cái điều mà các bạn cần quan tâm là mình nhìn cho cô nhé. Thằng này nè, có phải nó tách ra được một CH4 không? Rồi tương tự tiếp theo thằng này nè, cô cũng tách ra được một CH4. Và tương tự các cái hydrocarbon này các bạn cũng tối thiểu các bạn sẽ tách ra được một cái góc CH4. Hiểu ý tưởng không? Hiểu ý tưởng không? À nhầm, cô sorry, chỗ này cô ghi là C2CH4 trừ này là nó bị dư hydro, nó bị thiếu thiếu hay dư à? Dư hydro đúng không? Bạn tách ra CH4, CH2 và trừ hydro mới đúng. Này bạn tách ra được CH4, CH2 và trừ 2 hydro. Đó các bạn tách ra hai, các bạn tách cái CH2 ra nữa nhé. Chứ cô ghi như này thì các bạn thấy nó bị dư hydro là các bạn thấy nó không đúng. Ok. Và nhìn cho cô luôn cái trường hợp hydrocarbon này nè. Có phải khi bạn dồn như thế này các bạn sẽ thấy là nó dù nó có thuộc dãy đồng đẳng của alkan, alken hay alkin đi chăng nữa thì nó đều tách ra được một góc CH4 không? Vậy có nghĩa là các bạn tưởng tượng là tất cả những chất này nó đều dồn, nó đều tách ra được một cái góc CH4. Cho nên ta có cái mol của góc CH4 nó sẽ bằng luôn cái mol của hỗn hợp. Bạn hiểu ý tưởng không? Nó bằng luôn mol hỗn hợp. Và nó bằng bao nhiêu bằng? 0,26 mol hỗn hợp để bà cho. Được chưa? Ok. Rồi vậy thì ta sẽ có nào? Ta sẽ có bao nhiêu ấn nữa bạn? Còn 3 ấn, nhưng mà các bạn yên tâm là mình không quan tâm đến thằng này. Vì sao ta không quan tâm đến này thì mục tiêu lúc nãy cô nói các bạn, ý nghĩa của cái việc cô tách ra thằng này á là khi mình đem đốt cháy thì thằng này không cháy. Thằng này chính là CO2 các bạn, nó không cháy cho nên ta không quan tâm nó luôn. Ta quan tâm hai này thôi, ta đặt thằng này là x mol này y mol. Được không nào? Vậy đầu tiên ta lập cho cô, lúc này ta sẽ có hai ấn, ta lập phương trình dễ dàng nhé. Thứ nhất các bạn bảo toàn cho cô hydro nào. Hydro đây ta sẽ tính dựa trên mol nước chỗ này nè. Chỗ này 4 hydro là 4 nhân 0,26. Cộng cho chỗ này là 2 mấy các bạn? 2x. Cộng này là âm 2y đúng không? Trừ 2y. Thì nó sẽ bằng là 0,58 nhân 2 đúng không nào? Ok. Và tiếp theo phương trình nữa các bạn dùng cho cô bảo toàn E để tính trên lập một cái phương trình dựa trên mol oxy. Bảo toàn E thì các bạn có cho cô nào CO2 là thành không cháy, ta không quan tâm. Thằng này thì nó sẽ trao đổi bao nhiêu E các bạn? Carbon dương 4. Trao đổi 4E, hydro 4E nữa là 8, 8 nhân 0,26. Cộng chỗ này thằng này trao đổi 6E là 6X. Cộng hydro là trừ 2Y được chưa? Thì nó sẽ bằng tổng là mol oxy là 0,79 nhân 4. Ok, các bạn bấm cho cô giải hệ XY nào. Câu này có nhiều cách giải lắm các bạn. Nhưng mà cô, tự nhiên cô hình dung ra được cách này nên cô giải được cách, cô giải theo cách này luôn. Còn bạn nào có thể có cách nào ngắn hơn các bạn sử dụng nhé. Cô nói thì nó nghe có vẻ dông dài do là cô muốn lý giải cho bạn hiểu cặn kẽ thôi. Chứ còn bạn nào quen rồi các bạn cứ đụng vô bạn tách ra bạn làm thôi nhé. 0,24 và 0,18 các bạn. Rồi ta có Y bằng 0,18 thì đây chính là bằng mol của hydro luôn. À nhầm, sorry, mol của brom luôn được chưa? Vậy thì mình khoanh luôn đáp án. Mol brom là 0,18, đáp án là câu B. Ok, xong nhé. Rồi, được chưa? Vậy cái bài này á, nó quan trọng ở cái khúc là các bạn hiểu cái chỗ mà cô dùng chắc thôi. Còn lại, cái quá trình tính toán thì nó rất là nhẹ nhàng. Bạn giải cho cô một cái hệ hai ấn xy thôi. Không có cái gì khó khăn cả, đúng không? Vậy thì, ok, xong nha. Bài này như vậy. Mình đem H bên CH3 qua góc Winning được không cô? À, được luôn. Có nghĩa là các bạn muốn chặt chỗ nào, các bạn chặt, miễn là các bạn hiểu cái ý tưởng cái bài này cô đang muốn là cô dồn ra thành một cái góc CH4 các bạn. Để cô biết là
cái mon của CH4 nó bằng luôn cái mon của hỗn hợp nhé. Bạn dùng sao nó đúng cái ý tưởng là được, đúng không nào? Ok nhá. Nói chung là bài này có nhiều cách giải, đây là cách mà cô nghĩ ra và cô truyền cô hướng dẫn cho bạn luôn. Các bạn có thể tự suy nghĩ cho mình một cách khác, được không nào? Ok xong nhá, bây giờ mình còn ba câu nữa, đi nhanh nào, hết giờ, khuya mới tiếng rưỡi đó mà, còn ba câu cuối. Ok nhá, xong nhá. Rồi câu 37 các bạn ơi, câu toán h cộng và nội ba trừ. Ok, câu này mình phân tích đề giải nào. Câu này là câu nằm ở mức độ 9 rưỡi 10 điểm ở trong đề này. Đối với cái đề này thôi nhé bạn, đối với cái đề này thì câu này ở mức độ 10 điểm là cái câu khó. Câu này với câu ST các bạn là câu khó nhất trong đề này. Rồi mình giải câu 37 nào. Rồi mình có nào, hòa tan. Bây giờ nhá, chắc chắn là theo cái quen thuộc của cô là cô sẽ tóm tắt đề cho bạn rồi. Cô tóm tắt đề. Trong quá trình cô tóm tắt đề thì các bạn hình dung cho cô cách giải được chưa? Rồi đem cái hỗn hợp này phản ứng với cái hỗn hợp gồm axit H2S4 có số mol 0,46 và NaNO3 có số mol là 0,01. Rồi đem sau khi phản ứng thì ta thu được cái gì bạn? Ta thu được khí 2,92 gam hỗn hợp khí Z, 2,96 gam hỗn hợp khí Z, khí. Và cái dung dịch gì bạn? Cái dung dịch Y có chứa nhiêu bạn? 58,45 gam muối. Và khi đối với cái dạng toán này thì bạn quá quen thuộc rồi. Mình sẽ tóm tắt là gì? Sắt của cô đảm bảo chắc chắn nó phải lên đồng thời cả sắt 2 và sắt 3 nha các bạn. Magie lên magie 2 cộng được chưa? Ngoài các ion kim loại này thì còn có ion kim loại natri cộng. Đúng không? Rồi tiếp theo còn ion nào nữa nào? Chắc chắn đã có magie thì phải có ion amoni được chưa? Có thể có có góc SO4 2 trừ và có thể có NO3 trừ, đúng không? Đó là cô tóm tắt hết tất cả các cái trường hợp có thể có được chưa? Lát nữa thì mình sẽ suy luận xong. Bây giờ đem cái dung dịch này đem cho phản ứng với NaOH cộng với NaOH có số mol là 0,91 mol. Thì sơ phản ứng ta thu được nhiêu gam kết tủa các bạn? Gam kết tủa là nhiêu? 29,18 gam kết tủa gồm. Chắc chắn là các bạn sẽ có kết tủa MgOH 2 lần, FeOH 2 lần và FeOH 3 lần đúng chưa? Ok. Rồi biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn tính cái phần trăm khối lượng của FeNO3 3 lần trong cái hỗn hợp này. Ok, bài này bạn nào giải rồi các bạn? Bạn nào giải rồi các bạn sẽ thấy bài này khá là hay các bạn, khá là hay. Khá hay thôi chứ không quá phải là quá khó. Ok, bài toán ở mức độ 10 điểm của đề này nào, giải nhá. Câu 38, 39 mình giải dùng chất. Thì đó, câu 36 cô dùng chất cho bạn rồi đó. Lát nữa câu 38 cô cũng sẽ dùng chất. Được chưa? Câu 38. Mấy câu đó mẹo đôi, cô nói rồi mà, mấy câu có hydro carbon thì cô giải chủ yếu dùng chất mà. Nhưng mà cô dùng theo cái cách mà các bạn dễ hiểu nha. Chứ cô dùng vắn tắt quá các bạn không hiểu thì cũng toang. Nhiệm vụ của giáo viên là phải giảng sao cho học sinh hiểu chứ không phải là giảng sao mà cách giải nó tắt quá thì học sinh không hiểu được thì thôi. Từ trừ khi là cô dạy cho tất cả những bạn ở đây đều là học sinh giỏi hết, có nghĩa là cô nói tắt các bạn vẫn hiểu được á thì cô giải như thế. Còn đây là cô biết là có nhiều bạn đang xem vẫn là học sinh ở cái mức độ khá 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 thôi hoặc là trên khá một chút, cho nên là cô phải giải thích kỹ càng đi cho nào. Ok, bây giờ mình giải câu số 37 nào. Bây giờ mình sẽ giải bài này thứ nhất các bạn. Bài này mình có cái hỗn hợp khí này cô chưa biết nó chứa bao nhiêu khí và nó chứa những khí nào. Thì cái kiểu đề như thế này mình đã gặp chưa bạn? Mình đã gặp trong những cái đề trước trong cái khóa luyện đề của cô cũng đã giải một số câu rồi đúng không? Và các bạn biết cái cách xử lý của mình rồi đó. Mình sẽ bảo toàn nguyên tố là chủ yếu. Ok, bây giờ mình sẽ xử lý cái chỗ mà người ta cho nhiều dữ kiện nhất là chỗ phản ứng với NaOH và cái này. Ok, bắt đầu nhé. Thứ nhất các bạn nhìn cho cô đây nè. NaOH là 0,91 mol. Thì cái mol này các bạn hình dung cho cô chính là mol của OH trừ đúng không? Và cái OH trừ này khi vào cái dung dịch này nó sẽ phản ứng với sắt 2 cộng, phản ứng với sắt 3 cộng, magie 2 cộng, phản ứng NH4 cộng. Và nó chính bằng cái mol của cái gì luôn các bạn?
nó chính bằng mol của các cái điện tích của các cái ion này luôn đúng không? Ok, hiểu vấn đề không? Mol OH trừ nó chính bằng tổng mol điện tích của các ion dương này luôn. Chính là bằng 0,91. Rồi các bạn lại nhìn cho cô tiếp nào. Cô báo toàn luôn nào, cô nhìn cho cô nha. Báo toàn góc SO4 chỗ này là 0,46 mol thì trong này nè, dung dịch của chúng ta cái góc SO4 này cũng phải là 0,46 mol đúng không? Ok chưa? NO3 trừ thì cô chưa biết là bao nhiêu cả. NH4 cộng cô chưa biết bao nhiêu cả. Nhưng mà các bạn thấy cho cô một cái điều ở đây là bạn, nó khá là hay ở đây. Đó là bảo toàn natri luôn nha, natri chỗ này là 0,01. Thì bạn nhìn cho cô ở đây, mình có lúc nãy nha, cô nói nè, tổng mol OH trừ là bằng tổng mol của điện tích dương đúng không? Điện tích dương của các ion SH2 cộng, SH3 cộng, Mg2 cộng và NH4 cộng. Bằng của các ion này thôi nha, mấy cái ion mà cô chấm chấm á. Cho nên cô dùng cái định luật bảo toàn điện tích cho cái dung dịch này. Bảo toàn điện tích cho dung dịch này. Thì có phải cô thấy được là gì? Tổng mol của các cái ion dương này nó bằng 0,91 là mol của OH trừ đúng chưa? Cộng với ion dương natri cộng ở đây nữa là 0,01. Bạn hiểu chỗ này không? Rồi thì cô thấy nó vô tình là nó bằng 0,92. Và nó chính bằng số mol của điện tích âm là SO42 trừ đây nè bạn. SO42 trừ đây là các bạn lấy 0,946 các bạn nhân 2 lên. Đó, lấy 0,46 nhân 2 có phải bằng tổng điện tích âm này luôn không? Thì từ cái này các bạn suy ra được cái gì? Có suy ra được một cái có nghĩa là dung dịch này nó không có NO3 trừ nữa. Bạn hiểu vấn đề chỗ này không? Cô nói lại lần nữa nhé. Vì cô vừa phân tích được là tổng mol của điện tích dương ở đây bao gồm các ion, điện tích dương của các ion kim loại và cái ion muối amoni. Thì nó cộng lại nó đúng bằng 0,92 là bằng mol của điện tích âm SO42 trừ luôn rồi. Cho nên cô suy ra đây nó không còn một cái ion điện tích âm nào cả ra nữa cả. Cho nên khẳng định luôn dung dịch này không có NO3 trừ dư. Vậy thì cô khẳng định luôn NO3 trừ của cô đã hết các bạn. Mà NO3 trừ đã hết thì mình đã học cái dạng bài tập này rồi. Đó là nó có cái khả năng là gì bằng? Cái khí của mình nó xuất hiện có khí hydro được chưa? Có khả năng xuất hiện khí hydro. Tại vì mình có là gì, khi kim loại mà nó khử hết nitơ dương 5 rồi thì nó sẽ qua khử H cộng để tạo thành khí hydro đúng không? Ok, xong nha. Bây giờ cái đó là cái mình đang cần. Rồi, đây là cái đầu tiên mà nó hay trong bài này. Cái thứ hai bắt đầu mình phân tích nào. Bây giờ mình phân tích làm sao để mình giải ra được cái mol của thằng này. Mình nhiệm vụ là mình phải giải được thằng này nè để tính ra được phần trăm của nó. Thì đụng thằng này cô đặt nó là A mol đi nhé. Vậy thì thằng này nó sẽ dính đến thằng sắt, dính đến góc NO3 trừ. Vậy thì dính đến NO3 trừ thì bạn nhớ cho cô, chắc chắn mình sẽ dùng bảo toàn nitơ đây được chưa? Bảo toàn nitơ thì bạn có cho cô nào, tổng nitơ trước phản ứng nó nằm trong này. Ok. Rồi nó nằm ở đâu nữa bạn? Nó nằm nitơ nằm trong khí đúng không? Nitơ nằm trong khí. Cô chưa biết cái khí này là khí gì cho nên cô đổi nó về thành là nitơ được chưa? Và cái oxy nữa đúng không? Cô đổi á, cái hỗn hợp này nó sẽ gồm hydro nè, nitơ và oxy. Được chưa? Khi mà các bạn chưa biết cái sản phẩm khử của mình là gì, các bạn cứ đổi cái sản phẩm khử đó về nitơ và oxy như thế này là ok. Rồi xong. Và nitơ ở phía sau phản ứng nó còn nằm trong NH4 cộng. Ok, vậy thì chắc chắn mình sẽ đặt ẩn giá rồi bạn. Cô sẽ đặt ẩn nhé. Đặt 3 ẩn thôi các bạn, đặt 3 ẩn, tối đa 3 ẩn thôi. Thì lúc này cô sẽ ưu tiên đặt cho thằng nào nhỉ? Nhiều ẩn quá đúng không? Phải nhiều ẩn quá. Rồi ok, mình giải luôn các bạn ơi. Ta có đặt cái ẩn của NH4 cộng là B mol đi. Rồi chỗ này cô ưu tiên đặt cho. Ok, rồi từ từ hai này mấy này từ từ xử lý sau nha, cô xử lý chỗ này trước. Cô đặt được thằng NH4 cộng là B mol thì lúc này các bạn suy ra được các bạn. Cái lượng OH nằm trong cái kết tủa này á, cái mol của OH trừ á có phải là gì? Các bạn biết là cái OH trừ này nó sẽ dùng để phản ứng với các cái điện tích 2 cộng, 3 cộng, 2 cộng ở đây, đúng nhá. Và nó chính là bằng mol OH trừ trong này luôn các bạn. Rồi, vậy thì mol OH trừ trong mấy này mình sẽ lấy mol OH trừ này là 0,91. Trừ đi lượng OH trừ đã phản ứng với NH4 cộng đúng các bạn. Hiểu vấn đề không? Chỗ này cô ghi nè. NH4 cộng cô nó đặt là B mol và chỗ này cô sẽ trừ B. Đây chính là mol OH trừ có trong cái hỗn hợp này. Ok, xong nha. Rồi, ok. Rồi ra luôn rồi các bạn, ra luôn rồi. Ok. Vậy thì bắt đầu các bạn lập cho cô phương trình để bạn giải luôn nào. Tới đây các bạn bình tĩnh mình giải nhé.
Phương trình đầu tiên cô sẽ có nè. Cô không đặt ẩn của hai kim loại sắt và ma dê ra, tại vì các bạn hình dung nếu như cô đặt thêm ẩn ấy, nó sẽ ra một rất là nhiều ẩn đúng không? Cho nên cô gọi tắt đi, cô gọi tắt cái khối lượng của kim loại được không? Có là ba cái kim loại này cô sẽ đặt là m kim loại, một cái ẩn m kim loại. Vậy thì các bạn nhìn cho cô cái khối lượng của cái hỗn hợp trước phản ứng này nó có phải bao gồm khối lượng của kim loại cộng với khối lượng của gốc nổ ba trừ không các bạn? Vậy thì cô có nha, m kim loại cộng với m của nổ ba trừ đó là bao nhiêu mol các bạn? 3 a mol đúng không? Là 3A nhân cho m lớn của cái góc gì bằng? Của cái góc N3 là 62. Thì tổng khối lượng của nó sẽ bằng khối lượng hỗn hợp là 23,18 gram. Được chưa? Cái phương trình thứ hai cô sẽ lập được dựa trên đó đó nữa, đó chính là cái khối lượng của cái kết tủa này. Cô thấy là cái kết tủa này nó cũng được cấu tạo bởi kim loại và góc OH trừ đúng không? Cho nên khối lượng của nó sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng với khối lượng của OH trừ. Vậy ta có m kim loại cộng với m của OH trừ và số mol OH trừ cô đã có được là bao nhiêu à? 0,91 trừ b nhân cho góc OH trừ là 17. Thì khối lượng của này nó sẽ bằng là 29,18 gam. Được chưa? Ok không? Rồi vậy thì cô có phương trình số 2 nhé. Và bạn thấy là hai phương trình này thì cô sẽ gộp lại được một phương trình để cô triệt tiêu mất cái ẩn m kim loại nè. Được chưa? Vậy là cô mới có được một phương trình thôi nhé. Hai cái này cô gộp lại được một phương trình. Bây giờ cô cần lập thêm hai phương trình nữa. Thì bắt đầu nào, như cô nói ban đầu là các bạn sẽ dùng bảo toàn niter vân vân các kiểu á. Vậy cô bảo toàn nhé. Ở đây nào một cái ok, các bạn còn tính cho cô được nước nữa các bạn ơi, tính nước cho cô nào. Bạn nhìn cho cô nha, đem cái này cộng với hai này thì ra được khí, muối và nước đúng không? Vậy các bạn bảo toàn cho cô khối lượng, bấm cho cô m nước nào. Bảo toàn khối lượng nhé. Ta lấy khối lượng của các chất trước phản ứng là 23,18. Là khối lượng của hỗn hợp này được chưa? Cộng với hai thằng này là H2S4 là 0,46 nhân 98 cộng với NaNO3 là 0,01 nhân cho NaNO3 là 23 cộng 62 được chưa? Rồi ok. Rồi mình đem trừ đi khối lượng khí là 2,92, trừ đi khối lượng muối ở đây là 58,45 thì nó sẽ ra được khối lượng của nước là 7,74, các bạn chia 18 thì nó ra được 0,43 luôn đó. Đó các bạn tính được mol nước luôn nhé. Ok chưa? Rồi, cô tính mol nước được rồi. Có mol nước thì mục tiêu mình mol nước ở đây mình lập ra để các bạn bảo toàn hydro các bạn. Bảo toàn hydro ta có nè. Cái mol khí hydro đây cô chưa biết bao nhiêu, cô đặt C được chưa? Thì bắt đầu ta có tổng hydro trước phản ứng chỗ này là 0,46 nhân 2. 0,46 nhân 2 sẽ bằng tổng hydro sau phản ứng chỗ này là 2C đúng không? 2C cộng hydro trong nước là 0,43 nhân 2 đúng không nào? 0,43 nhân 2. Rồi tiếp theo nào, cộng với hydro trong NH4 cộng là 4B. Bạn nhìn cho cô nhé, hydro sơ vẫn nó nằm trong H2 nè, nằm trong nước và nằm trong NH4 cộng. Cho nên là cô nhớ là bảo toàn hydro các bạn phải bảo toàn đủ hết mấy cái này, được chưa? Vậy cô có phương trình số 2. Và chắc chắn các bạn lập cho cô phương trình số 3. Phương trình số 3 các bạn ơi. Phương trình số 3 mình sẽ lập dựa trên cái gì nào? Mình sẽ lập dựa trên cái gì? Ồ, cái chỗ này mình sẽ có lập dựa trên cái khối lượng muối được không? Khối lượng muối thì nó dính đến ẩn m kim loại đúng không? Cũng được, ok. Nhưng mà có bị huề vốn không ta? Cô sợ nó bị huề vốn lắc nữa mình bấm nó bị vô nghiệm ấy. Thì mình coi thử nếu như lập trên dựa trên khối lượng khí thì sao nào? Khối lượng khí thì mình cần có nitơ và oxy đúng không? Nitơ, ok, có luôn. Rồi, ok, mình lập dựa trên khối lượng khí các bạn. Khối lượng khí lúc này các bạn nhìn cho cô nào, số mol nitơ đó các bạn sẽ tính được dựa trên bảo toàn nitơ. Bạn nhìn cho cô nhé, nitơ chỗ này mình bảo toàn cho cô là tổng nitơ trước phản ứng chỗ này có phải là 3A mol nitơ cộng chỗ này là 0,01 không? Là 3A cộng 0,01 trừ đi nitơ nằm ở trong đâu bạn? Trừ nitơ nằm trong amoni là trừ B. Vậy đó chính là mol nitơ nằm trong khí được chưa? Tiếp theo mol oxy nằm trong khí các bạn cũng dùng cho cô định luật bảo toàn oxy các bạn có nào. Oxy trước phản ứng nằm ở đây. Và oxy sau phản ứng nó nằm ở trong đâu các bạn? Nằm trong S42 trừ và nằm trong oxy. Bạn bảo toàn cho cô nha. Oxy trước phản ứng chỗ này là 9A nè. 9A. Rồi cộng tiếp cho chỗ này là đây các bạn có cho cô nè, chỗ này góc S4 chỗ này với góc S4 chỗ này nó triệt tiêu lẫn nhau rồi cho nên các bạn không cần quan tâm nhé. Chỗ này có 3 oxy là 0,03. 0,03 trừ đi oxy sau phản ứng ở nước ra là 0,43. Bạn hiểu không? Bạn kịp không? Lấy 0,01 nhân 3 là 0,03 nè, trừ đi chỗ này 0,43 thì nó ra được âm 0,4 trừ 0,4. Đây chính là mol oxy nằm trong khí được chưa?
Vậy ta cộng cho cô nè, khối lượng hydro cộng khối lượng nitơ và oxy ra lại, các bạn sẽ ra được 2,92 gam. Người ta có nhé. Hydro là 2C nè, cộng với nitơ là 14 nhân cho 3A cộng 0,01 cộng cho trừ B cộng với oxy là 16 nhân 9A trừ 0,4, thì bạn sẽ có được khối lượng của khí là 2,92. Ok, rồi các bạn bấm cho cô ABC đi các bạn. Ra rồi đó. Bạn bấm cho cô ABC, bạn ra được đáp án luôn rồi. Ok, xong nha. Là cái phương trình này cô lập dựa trên khối lượng khí các bạn. Còn nếu như bạn không lập dựa trên khối lượng khí, các bạn thử lập cho cô một cái phương trình dựa trên khối lượng muối thử xem sao nhé. Khối lượng muối chỗ này thì bạn sẽ có là các bạn đặt cho cô ống mờ kim loại cộng khối lượng natri cộng khối lượng amoni cộng với khối lượng gì bạn? Khối lượng của SO42 trừ là ra được 58,45. Nhưng mà cô sợ nó bị trùng với cái phương trình này các bạn, rút gọn nó sợ bị trùng với phương trình này. Cô nghĩ là vậy. Ok. Ok, bạn Trân ra 37C. Ok, vậy là mình giải luôn nhé. Bạn bấm cho cô đi, bạn bấm cho cô hệ phương trình đi. Bạn nào bấm máy tính nhanh thì bạn bấm giúp cô đi. Tới khúc này mà còn không bấm nữa là toang rồi. Bạn lấy hai phương trình này bạn trừ vế theo vế để nó mất cái chữ m kim loại đi nha các bạn. Thì nó còn là nhiêu nào? Ok, chỗ này là 3A nhân 62 là 3 nhân 62A nào. Chỗ này trừ chỗ này là 17B đúng không? 17B sẽ bằng là gì? 23,18 trừ 29,18. Trừ đi cái này là trừ không nhiêu bạn? Trừ 0,91 nhân 17. À, chuyển vế qua là cộng. Cộng nha, cộng 0,91 nhân 17. Ok, phương trình số 2. Phương trình số 2 các bạn sẽ có chỗ này là nhiêu? Ấn A không có là 0A 4B 2C sẽ bằng 0,46 nhân 2 trừ 0,43 nhân 2. Ok, phương trình cuối cùng nào. 14 nhân 3A, 14 nhân 3 cộng 16 nhân 9. Ok. Ấn B là trừ 14B 2C thì bằng 2,92 trừ 14 nhân 0,1 cộng 16. Rồi bấm một phát ra số đẹp luôn các bạn. A bằng 0,05, B bằng 0,01 và C bằng 0,01. 0,05, 0,01 và 0,01. Rồi số đẹp thì auto đúng rồi các bạn. Rồi ta có ấn của C. À nhầm, ta có ấn A chứ. Mục tiêu mình là tìm ấn A các bạn ơi. A bằng 0,05. Bạn có 0,05 nhân m lớn của này là hình như là 242 thì phải. Nhân cho 100. Chia cho khối lượng hỗn hợp là 23,18 thì bạn ra được 52,2%. Đáp án là câu gì nào? 52,2% đáp án là câu C được chưa? Ok, xong nhé. Rồi xong đề này nha. Đâu nào? À nhầm, xong câu này nha. Vậy thì mình có nào. Câu này chủ yếu mình giải dựa trên bảo toàn nguyên tố, được không? Ok. Và câu này khá là hay đó các bạn, nó khá là hay. Bạn nào mà đang lăn tăn cái chỗ mà nếu như bạn muốn lăn tăn cái chỗ mà tìm công thức của khí vân vân các kiểu á, thì bạn này các bạn giải không có ra. Bạn hiểu cho cô nha, khi mình chưa biết công thức của khí thì bạn cứ quy đổi nó về thành nitơ và oxy. Nhờ bạn bảo toàn nguyên tố bạn làm thôi. Được chưa? Ok nha. Rồi, để làm được những câu này các bạn đòi hỏi phải có độ nhạy, độ nhanh nhẹn một xíu và bạn phải gọi là thông minh một xíu nữa. Ok. Xong nha, bây giờ mình qua hai câu cuối nào. Nhanh nào, câu 38, câu 38. Giải nhanh câu 38 rồi qua câu 39 nữa là xong. Hỗn hợp E gồm amin X no mạch hở. Bạn đọc đề cẩn thận nha bạn. No mạch hở thì nó có thể là no đa chức. Được chưa? Nó có thể đa chức. Và chắc chắn bài này nó đang lừa mình vô chỗ đa chức luôn các bạn, chứ không chạy đường nào hết. Và một cái ancan, ok. Một cái bài toán mà gồm amin và một cái hydrocarbon là ancan thì bạn quy đổi cho cô thôi. Amin thì mình sẽ nhắc cái nhóm gì bạn? Mình sẽ tách cái nhóm gì? NH2 ra. Rồi, ok. Tiếp theo, rồi tách cái gì bạn? CH2 ra. Bây giờ mình tách được như thế. Còn gì nữa không nào? Ancan nữa bạn ơi. Ancan thì bạn sẽ tách ra được CH2 và hydro. Trong đó bạn nhớ cho cô là gì? Hydro chính là bằng mol của ancan, được chưa? Mol hydro chính là bằng mol ancan.
èo không nhảy thì làm sao suy luận được nổ ba hết được. Đúng rồi, các bạn phải nhảy một chút rồi thì các bạn mới suy luận ra được nổ ba trừ nó hết nhé. Chứ không suy luận ra được nổ ba trừ hết thì các bạn cũng toang á. Ok không? Rồi. Bạn Khôi câu này đi thi em lụi. Ok, lụi. Lụi auto lụi C nha bạn. C là chân lý nè, thấy không? Câu này lụi C là auto đúng rồi. C là chân lý nhá. Buồn ngủ là lát ngay, vô phòng thi thì không thể nào buồn ngủ được bạn. Vô phòng thi là lúc đó các bạn tỉnh tỉnh như sấm luôn nhá, thế nào mà buồn ngủ được. Rồi ok, các bạn cho cô giải bài này nào. Bạn nào đã giải được bài này rồi bạn cho cô biết đáp án đi. Ok. Giải các bạn ơi. Giải các bạn ơi. Ba mươi tám C em lụi luôn hả? Làm đi chứ, sao lụi? Rồi mình có nào? Đầu tiên các bạn có chỗ này Amin nghe các bạn. Bây giờ nhá, bài này Amin no á, các bạn nếu như bạn chưa chắc ăn ấy, bạn có thể gì? Bạn giải cho cô trường hợp Amin no đơn chức đi, thì nó sẽ có dạng tổng quát là CnH2n cộng 3n đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ tách nó được ra thành NH3, NH3 và CnH2n là mình coi như nó là CH2 được chưa? Và trường hợp đầu tiên cô tách NH3 trước. Thì chỗ này này mol này chính là bằng mol amin. Ok, ổn chưa? Rồi bắt đầu các bạn lập cho cô nhé ba ẩn ABC. Bạn giải cho cô dựa trên dữ kiện mol hỗn hợp là 0,09 nào. Thứ hai là mol của oxy là 0,67 và mol của nước là 0,54. Rồi bây giờ nhé, bây giờ cô nghĩ là đến thời điểm này những bạn đang trụ lại là những bạn học khá giỏi đúng không? Cho nên cô làm nhanh nha. Đầu tiên các bạn có nào? Mol của hỗn hợp chính là bằng mol của amin cộng mol ancan là A cộng C bằng 0,09. Cái thứ hai là gì? Bạn có oxy bạn dùng cho cô bảo toàn E thôi. Nitơ là không trao đổi E, chỗ này là 3E nào, là 3A cộng 6B cộng hydro trao đổi 2E là 2C là bằng 0,67 nhân 4, được chưa? Mol nước là bảo toàn hydro thôi bạn, 3A cộng 2B cộng 2C thì bằng mol này là 0,54 nhân 2. Ok, các bạn thử cho cô trường hợp này ngay là amin no đơn chức mà thở. Nó ra được số đẹp là coi như chắc chắn đúng, mà ra số xấu là sai vậy thôi. Đầu tiên nào, 1A0B 1C bằng 0,09. Phương trình số 2, 362 bằng 0,67 nhân 4. Ok, 322 bằng 0,54 nhân 2. Ok, ra bằng 0,1 nào. Ok, đẹp, 0,4 đẹp. Nhưng mà số cuối xấu các bạn. Bạn lưu ý cho cô nhé, khi mà cái mol hydro nó bằng mol ancan á, thì số mol của hydro luôn luôn dương các bạn. Nó luôn luôn là một con số dương, lớn hơn không, chứ không thể nào là âm được. Này mình giải đáp âm là thấy vô lý rồi. Có nghĩa là gì bạn? Cái trường hợp mình đang giả sử nó là amin no đứng trước mặt hở là sai. Và lúc này khuôn ngay từ đầu đọc đề vô là cô đã nói các bạn rồi, người ta cho no mặt hở, người ta né cái chữ đơn chức ra đi rồi á, thì chắc chắn đây là trường hợp người ta đang lừa mình ở chỗ đa chức, được chưa? Cho nên amin này chắc chắn là đa chức. Mà đa chức thì mình hay gặp nhất là trường hợp gì bạn? Trường hợp hai chức thôi. Trường hợp hai chức là trường hợp mình hay gặp nhất đúng không? Còn ba chức, nếu ba chức thì ít gặp hơn nha. Bạn làm đây là kinh nghiệm thôi, hai chức là trường hợp này hay gặp nhất. Và bạn nói cho cô một cái trường hợp ví dụ amin hai chức nào, đúng không? Đây amin hai chức. Như thế này có phải khi mình đổi nó về mình quy đổi thì mình sẽ tách cái CH2, mình tách cái NH2 ra và cái CH2 ra riêng không bạn? Cho nên lúc này các bạn trả cho cô trường hợp số 2 nó là amin hai chức. Thì lúc này các bạn bỏ cho cô chỗ này nè. Chuyển thành NH2 được chưa? Nó là amin hai chức thì mol của NH2 này sẽ bằng mol amin nhân nhân 2 đúng không? Mol amin nhân 2. Ok, các bạn hiểu cho cô nào. Mol của amin hai chức các bạn nhìn cho cô nào. Trong amin hai chức nó có hai nhóm NH2. Cho nên suy ra các bạn đặt cái A là mol của cái mol của NH2 thì suy ra mol của amin có phải là gì bằng? Mình suy ra được nào. Suy ra mol của amin bằng A chia 2 đúng không? Đúng chưa? Rồi ok. Rồi bắt đầu mình có nhé. Bắt đầu ta có giải cho cô nào, mình lập thêm hệ nữa mình giải. Số mol của hỗn hợp lúc này sẽ là gì? Bạn đổi cho cô cái phương trình này, mình chỉ đổi cho cô một cái số duy nhất ở đây là cái chỗ này nè. Thành là A chia 2 là mol của cái amin được chưa? A chia 2 cộng C bằng 0,09 và chỗ này sẽ là 0,5. Còn lại những cái số liệu ở phía dưới này thì mình sẽ đổi thành nào? Có đổi thành nào không? Đổi thành này thành NH2 thì nó trao đổi 2E thì chỗ này là 2 được chưa? Ok. Ở đây này là 2, 2 hydro. Ok, rồi mình có bấm máy tính.
Rồi xong. Số đẹp đây 0,1, 0,4, 0,04. Ok, số quá đẹp các bạn. Đúng không? Ok, từ từ để cô xét coi nào. Cô bấm đúng chưa? 2, 6, 2. Ok, đổi một chỗ đó thôi đúng không? Quá, số quá đẹp nè các bạn. Là A bằng 0,1, B bằng 0,04, à nhầm, B bằng 0,4 và C bằng 0,04. Được chưa? Ta có ABC các bạn. Rồi, có ABC rồi thì lúc này các bạn ghép chất thôi. Ghép chất. Ghép chất để bài người ta bảo tính cái gì? Khối lượng của X trong nhiêu gam hỗn hợp. Khối lượng của X là mình phải có được công thức của cái amin này ạ. Có được công thức của nó nhé. Vậy thì mình phải tính cho cô nào. Ghép chất để ra được amin. Amin này là hai chức là NH2 tất cả hai lần. Số mol của nó là lấy 0,1 chia 2 ra là 0,05 đúng chưa? Mol của ancan ấy là nó bằng với mol của hydro là 0,04. Rồi mình ghép cái CH2 là 0,4 mol vô, các bạn ghép cho cô làm sao nào? Amin đơn amin hai chức thì tối thiểu nó phải có gì bằng? Có một CH2 đúng không? Có tối thiểu một C. Còn ancan của mình ấy thì ancan này cô chưa biết nó bao nhiêu C. Bạn ghép cho cô nào. Ancan. Ok, rồi bắt đầu nhé. Mình ghép thôi, mình có nào. 0,4 các bạn nhầm cho cô đi. Môn toán các bạn giống như ghép xác suất thống kê vậy đó. 0,4. Bây giờ cô ghép cho thằng này bao nhiêu nhỉ? Người ta cho mình biết cái gì? Số mol của X lớn hơn số mol của Y. Ok. Rồi các bạn, tới là các bạn ghép cho cô đi nào. Bằng toàn ra 52%. 52% là cái gì đây? 52% là bài trên rồi. Bài này bài khác nha toàn. Gì đây? Bằng thành nói cái gì đây? Trường hợp mà hai chức mà đa chức thì là sao? Cô không hiểu ý của bạn Thành nói cái gì luôn á. Nó coi phim Penthouse quá nhiều rồi giờ nó bị nhiễm. Ok, các bạn ghép chất nào. Chỗ này ghép chất các bạn đòi hỏi phải thay tư duy nhá. Chứ không tư duy là vậy, ghép không ra đâu. Bạn có nào không thể nào ghép 0,4 này vô cho hết thằng này được nha. Mình phải để cho thằng này nữa. Để cho thằng này thì nó có tối thiểu là một carbon. Thế bây giờ mình nếu như mà mình trừ nó lấy 0,4 mà trừ 0,05. Còn nhiều đó bạn chia cho ghép vô thằng ancan hết ấy thì nó không ra số lẻ là chắc chắn sai rồi. Thế mình ghép nhé. Bây giờ bạn nào mà không biết thì cứ thử nè, lấy 0,4 trừ cho này là 0,1. Ghép hai góc vô á, này là trừ 0,1. Là còn 0,3 ghép này là chắc chắn lẻ luôn. Thế ghép mấy góc? Ghép ba góc được không? Ghép ba góc và trừ 0,15 ra số này chia cho 0,4, 0,4 lẻ chắc luôn. Cho nên phải ghép gì? ghép bốn góc là trừ 0,2 đúng không? Trường hợp này thấy đẹp không? Ghép bốn góc CH2 vô đây. Thì còn lại 0,2 chia cho 0,04 thì nó sẽ ra được nhiêu bạn? Ra được thằng này là C5. C5H12. À, đụng tới trường hợp này bạn thấy đẹp nó đúng thì coi như chắc ăn rồi. Ok không? Ok. Vậy công thức của amin là này và ancan là này. Rồi người ta bảo tính khối lượng của X trong 14,56 gam hỗn hợp. Thế bây giờ mình phải tính cho cô nào, trong 0,09 mol này là bao nhiêu gam cái đã. Gam của nó sẽ bằng tổng khối lượng của các cái này tổng cộng lại nhé, cần tính nhanh cho cô nào. Gam của này là bao nhiêu? A là 0,1 nhân cho này là 16. Cộng này CH2 là 0,4 nhân 10 14 cộng hydro là 0,04 nhân 2. Thì nó sẽ ra được 7,28. Vậy khối lượng này là 14,56 là khối lượng gấp đôi đúng không? Gấp đôi. Vậy số mol nó sẽ gấp, cái khối lượng của nó sẽ gấp đôi lên, số mol gấp đôi lên là 0,1 nhân mà lớn này là 14 nhân 4. Mở ngoặc nhé. 14 nhân 4 được chưa? 14 nhân 4 cộng với 16 nhân 2 thì nó sẽ ra được là 8,8 gam. Đáp án là câu C. Ok không nào? Vậy thì các bạn thấy không, đề của bộ rất là tâm lý ở chỗ là gì? Cứ câu nào khó thì sẽ cho gì bạn? Bạn lụi C là auto đúng. Đúng không? Chân lý là ở đây. Bộ rất là tâm lý luôn, đúng không? Ok, xong nha. Rồi, mình có xong công thức của nó rồi. Vậy thì cái chỗ mà ghép chất này các bạn, thật ra nó giống như môn xác suất thống kê, môn toán, các bạn ghép đến khi nào mà nó ra số đẹp là bạn dừng nhé. Còn bạn nào mà có kỹ năng ghép tốt thì bạn nhìn vô, các bạn ghép càng nhanh càng tốt, được chưa? Ok, xong. Để các bạn ghép nhanh thì bạn phải làm nhiều bài tập. Xong nhá, bây giờ mình qua câu cuốn cùi là câu ST nâng cao 10 điểm. Ok, giải xong câu này nữa là mình nghỉ. Rồi, đi nhanh câu này nào. Mình phân tích đề. Hỗn hợp E gồm 3 cái este mạch hở, đều tạo bởi axit carboxylic với ancol.
À, cái này cô chưa biết cái axit carbon này no đơn hay không, anh cô này no đơn hay không, đều có phân tử khối nhỏ hơn 146, đốt cháy hoàn toàn amon e thì thu được nhiêu đây CO2, nhiêu đây nước. À, để cho luôn số mol, khỏi bấm số mol khỏe quá ha. Mặt khác đem thủy phân hoàn toàn 42,66 gram hỗn hợp E. Các bạn thấy không? Amon với 4,66 gram là hai cái trường hợp này là hai cái lượng khác nhau rồi đó. Thì ta cần vừa đủ là 0,72 mol nào hát, thu được ancol, ta thu được hỗn hợp ancol và nhiêu đây gram hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của este có số mol lớn nhất trong E là bao nhiêu? Ok, đọc tới đây thì các bạn xác định là gì? Muốn tính được phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất, các bạn phải xác định được công thức của nó là gì. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình phải xác định được số mol của nó, đúng không? Rồi bắt đầu mình phân tích dạ luôn nào. Ok, dạ nào, các bạn có nhé. Người ta cho hai lượng nào, đây là trong amon, đem amon hỗn hợp E. Cô ghi ra rõ ràng cho bạn hiểu nha, cộng với oxy thì ta thu được CO2 là 0,96 và nước là 0,78. Còn mặt khác người ta đem gì bạn? 42,66 gam hỗn hợp này mà cộng với NaOH á, thì mình sẽ có được là thu được 48,87 gam muối. Ok, rồi. Rồi giải bài này coi thế nào. Số mol của NaOH là 0,72 mol. Ok. Rồi, đây là bài toán cho hai lượng khác nhau, các bạn lưu ý nhé. Không thấy este phenol ha cô? Ừ, đề này không có este phenol. Nhưng mà đi thi rồi cũng không biết là có hay không nha Khôi. Bạn Thành nhức nách nên cày thêm phần hydro carbon nữa. Ừ đúng rồi, cô nói rồi, các bạn nên cày thêm phần hydro carbon. Đề này người ta cho hydro carbon cho nên trong những cái đề minh họa tiếp theo á, có nghĩa là nhầm, trong những cái đề luyện tiếp theo cô sẽ ưu tiên các bạn đề nó sẽ có hydro carbon. Cái dạng kiểu là hỗn hợp gồm amin hydro carbon và hỗn hợp gồm este và hydro carbon cho bạn luyện nhiều, được chưa? Ok, câu này nào các bạn. Đầu tiên mình xử lý cái chỗ hai cái lượng khác nhau trước. Chỗ này là 0, bao nhiêu bạn? 0,72. 0,72 mol NaOH là dùng trong 42,66 gam. Và nó chính là bằng mol của nhóm chất CO luôn đúng không? Vậy thì cô nảy lên trên cái amon hỗn hợp này thì cái mol của cái CO này cô sẽ đặt là 0,72 K. Cô nó, giả sử là nó gấp K lần nhé. Được không? Rồi ok, ở đây ta có nào. Lúc này các bạn bảo toàn cho cô cái oxy để các bạn tính ra cho cô mol O nào. Bảo toàn O thì bạn lấy cho cô nhé. Bảo toàn O để tính mol oxy đây. Ta có 0,96 nhân 2 cộng 0,78. Đây là mol oxy ở phía trước phản ứng. Trừ đi chỗ này, đúng không? Rồi đem gì bạn? Đem chia 2 ra. Thì bạn suy ra được nè. Chỗ này mol oxy nó sẽ bằng nè. 2,7 chia 2 là 0,1,35. Rồi trừ cho cái con số này chia 2 đúng không bạn? Trừ 7,2 chia 2. Nó ra 0,36. Trừ 0,36K. Đây là mol oxy. Khi mà các bạn có mol oxy đó rồi thì bạn dùng cho cô bảo toàn khối lượng, các bạn ra ra được giá trị của K luôn nè. Bảo toàn khối lượng thì ta có là khối lượng của cái hỗn hợp A này nó sẽ là 42,66. Giả sử nó gấp K lần thì nó sẽ là 42,66K đúng không? Bây giờ mình xử lý ngay này được luôn. Cộng với oxy là 1,35 trừ 0,36K tất cả nhân cho 32. Thì bằng khối lượng của CO2 là 0,96 nhân 44 cộng nước là 0,78 nhân 18. Ok, các bạn bấm ship so ra K cho cô nào. Ok, lẹ mấy đứa ơi. Bạn nào bấm được K ra cho cô nhanh nhanh. Chắc chắn bài này là cho hai lượng khác nhau là mình phải xử lý cái này cơ, nếu không xử lý là không được. Sao cô tính K nó lẻ ta? 0,96. Bạn nào bấm ship so cho cô ra ca đi. Cô bấm máy bình thường cho nên là bây giờ tự nhiên nó bị lag rồi. Kỳ ta. Ra số lẻ. Ok. Các bạn có tính cho cô ra ca có đẹp không? Từ từ cô có bị sai số mol gì không ta? Nước là 0,78. Mol này là 0,36 nhân 2 là 0,72 đúng không? 0,72 ok luôn. Mol O2 đây, bảo toàn O. À ok, cô quên nhân 2 O chỗ này.
Ok, I'm fine với cô luôn. Chỗ này là vẫn là trừ 0,72 cơ. Cô quên trừ. Chỗ này nó có hai oxy là cô phải nhân hai mà cô quên nhân hai á. Chết cô rồi, đúng không? Chết cô thật sự rồi. Rồi bạn bấm cho cô lại nào, cô bị lag một xíu. Hôm nay là cô đỡ lag rồi. Hôm trước là hôm nay là cô đã cố gắng là giữ tinh thần minh mẫn để mà giải đề. Rồi ok, các bạn tính ra K nó bằng 2 phần 3 đó. Ok, K bằng 2 phần 3. Vậy thì lúc này các bạn có được cô nào? K bằng 2 phần 3 thì mình sẽ có chỗ này mol của nhóm chất. Đây, cô suy ra luôn nhé. Mol của nhóm chất CO trong này bằng 0,72 nhân cho K là 0,72 nhân cho 2 chia 3 thì nó bằng là 0,48. Ui da. Rồi ok, hay rồi các bạn ơi, bài này hay rồi đó. Ngủ thôi cô ơi hả? Xong rồi, bài này xong rồi nè, ra rồi, bài này hay lắm đó. Cô sửa từ nào tới giờ rồi? Ủa cái gì đây? À, câu 40 cô sửa rồi mà. Ok bây giờ nha, mình giải câu 39 nào. Giờ tới chỗ này thì sao đây các bạn? Ok, ra rồi các bạn. Mình có nào, cái bài này nó hay ở một chỗ này các bạn. Bài này cô đã ngâm cứu trước rồi. Và các bạn phát hiện ra được cái chỗ này, các bạn sẽ không cần phải biện luận, các bạn không cần phải dùng chất gì ở đây cả. Các bạn chỉ cần nhìn cho cô chỗ này nè. Cái chỗ này các bạn suy ra cho cô nhé. Mol của oxy có trong cái este á thì có phải bằng 0,48 nhân 2 là 0,96 không? Và bạn thấy nó vô tình nó có một cái điểm này nè. Mol oxy trong este bằng với mol của CO2, đúng không? Và mình có luôn cái này mình đã gặp rồi. Khi mà mol của hai cái chất nào đó bằng nhau thì có nghĩa là số lượng của tụi nó sẽ bằng nhau. Hiểu ý tưởng không? Cho nên là ta có nè, mol của CO2 bằng với mol của oxy trong este. Cho nên ta suy ra số lượng carbon nó sẽ bằng với số oxy, đúng không? Số lượng carbon nó sẽ bằng với số lượng oxy, đúng chưa? Và các bạn liệt kê cho cô thử nào, những cái este nào mà có số lượng carbon bằng với số lượng oxy. Thứ nhất các bạn kể lớn. Đối với cái kiểu dạng bài toán này các bạn chỉ có thể này. Đầu tiên là thành nào các bạn? HCOCH3. Này là este có hai oxy và có hai carbon, đúng không? Bài này rất là hay chỗ này luôn nha. Bạn nhìn ra được chỗ này là nó ra luôn rồi. Ok, xong nha. Bây giờ đầu tiên nào, este này. Este số 2 mà có cái lượng oxy bằng lượng carbon thì bạn nghĩ cho cô nào. Bài toán này á mà đụng tới cái hỗn hợp 3 este chắc chắn phải có este 2 trước các bạn. Được chưa? Phải có este 2 trước. Mà este 2 trước thì nó sẽ là gì? Nó có 4 oxy. Nó có 4 oxy vậy thì sao các bạn? Nó phải rơi vào trường hợp gì? Este có 4 carbon đúng không? Este có 4 carbon, vậy thì mình hình dung cho cô nè. Góc ancol đây là góc C2H4. Được chưa? Vậy thì góc axit đây phải là axit formic, không nói nhiều. Và chắc chắn còn một thằng nữa nó sẽ rơi vào trường hợp này luôn các bạn. Tại vì sao? Bài toán này người ta bảo là gì? Mình thu được hỗn hợp ancol và hỗn hợp muối. Cái trường hợp này mà nếu như bạn nào nói với cô là mình có trường hợp ba chức á, thì các bạn yên tâm nhé, ba chức nó không xảy ra được. Tại vì M lớn người ta giới hạn ở cái giá trị là 146. Các bạn giả sử bạn lấy cho cô một cái trường hợp ba chức là HCO 3 lần C bán 5 á. M lớn của nó các bạn bấm ra nó lớn hơn 146. Cho nên trường hợp ba chức là trường hợp không xảy ra được ở đâu nha. Bài này may quá người ta cho con số này. Cho nên yên tâm cái thằng còn lại các bạn, nó cũng bắt buộc phải là hai chức. Và hai chức có 4 carbon thì chỉ có thể còn lại cái thằng này thôi đúng không? Đúng không? Đây là cái thằng có 4 carbon và 4 oxy. Xong chưa? Ok, vậy rồi cô đã ra được công thức của ba este luôn rồi các bạn ơi. Quá hay. Quá hay, quá nguy hiểm đúng không? Xong nha, cô có mon, cô có công thức rồi. Bây giờ cô chỉ cần đặt ba ấn ABC, cô giải ra được ba ấn này nữa là xong. Xong bài toán nhé. Ok, hay chưa? Bài toán này giải trong vòng. Mình đã giải ra được mon của CO2 cái là ra luôn rồi. Mà nhầm, mon của nhóm chất cái ra luôn. Bây giờ mình sẽ có lập cho cô ba phương trình. Phương trình thứ nhất là khối lượng hỗn hợp chắc ăn luôn. Phương trình thứ hai là dựa trên gam muối đúng không? Và phương trình cuối cùng dựa trên mol NaOH, các bạn lập cho cô. Ok, ba phương trình ba ấn. Quá dễ. Rồi, cái khúc này cô khỏi cần nháp nữa, các bạn bấm máy tính cho cô thôi nha. Bấm máy tính nào, khối lượng của este M lớn này 60, M lớn này bao nhiêu nhỉ? 45 nhân 2 cộng cho 28.
Ok, bấm máy tính đi mấy đứa ơi. Mày này quá dễ rồi. Giờ mấy đứa bấm máy tính thôi chứ chờ cô nữa. Đúng không? Rồi, xong nha. Rồi, gam của axit nào? À, nhầm, gam muối nào? Gam muối này là 60 mấy cả? 68A. Cộng này là 68 nhân 2B là 68 nhân 2. 68 nhân 2. Ok, được chưa? Rồi, thằng này nào? Muối của natri oxalat là 67 nhân 2. Và tổng khối lượng muối là 48, phải nhiêu bạn? 48,87. Ok, các bạn bấm máy tính nha. Cô sợ che mất cái này các bạn không thấy bấm nè. Và cái cuối cùng là dựa trên mol của NaOH thì thằng này là 122, được chưa? 122 bằng mol của NaOH là 0,72. Rồi ra được A bằng 0,18, 0,225 và 0,045. 0,18, 0,225 và 0,045. Được chưa? Quá dễ đi. Rồi các bạn lập cho cô dựa trên nha. Khối lượng hỗn hợp nào? Số mol NaOH và khối lượng muối. Có mol rồi người ta bảo tính phần trăm khối lượng của este có mol lớn nhất. Mol lớn nhất chính là thằng này. Và các bạn tính cho cô luôn. 0,225 nhân cho m lớn của nó là 45 nhân 2 cộng cho 28 nhân cho 100 chia khối lượng hỗn hợp là 42,66. Các bạn ra được là 62,23%. Các bạn 62,23 mình làm tròn sẽ ra 62,24%. Đáp án là câu D, được chưa? Ok, bài này ngắn gọn xúc tích như vậy là xong rồi. Rồi, ok, xong nhé. Các bạn nào thắc mắc gì không? Bài này á, cái bài này á, có nhiều cách giải, có nghĩa là gì? Các bạn có thể dùng chất, các bạn có thể làm như cái phương pháp đồng đánh hóa bình thường mà cô đã hướng dẫn các bạn. Nhưng mà khi các bạn nhìn ra được cái chỗ này nè, mol oxy trong este bằng với mol carbon ấy, tức là mol của carbon bằng với mol oxy ấy, thì có nghĩa là số lượng carbon nó sẽ bằng với số lượng oxy, đúng không? Và lúc này mình sẽ suy ra được gì bạn? Mình suy ra được nó ba công thức này luôn. Chỉ có ba cái este này là những cái este có cái số carbon bằng với số oxy, không còn thằng nào khác được cả. Cho nên khi các bạn nhìn ra được chỗ này thì mình làm nhanh hơn thôi. Còn nếu như bạn không nhìn ra được thì bạn cứ biện luận, các bạn làm bình thường như bình thường, nó vẫn ra đáp án nha bạn. Có là các bạn đồng đánh hóa, các bạn giải bình thường. Ok chưa? Ok, xong nhá. Rồi, coi thấy mấy gì không? Kết thúc đề tại đây. Đề này cô đã giải rất là chi tiết rồi. Bạn thấy không, đề mà những cái đề mà cô giải trong cái khóa tổng ôn luyện đề hôm trước cũng nhiều khi cô giải tới tận 2-3 tiếng, đề này cô giải mới có 2 tiếng mười mấy phút thôi mà, cho nên là đề này cô giải còn nhanh hơn luôn ấy. Em ra đáp án rồi, em nhìn mãi coi thử còn có câu nào nữa không. À, có nghĩa là thấy đề dễ quá đúng không? À, khịa bộ giáo dục quá mấy đứa. Rồi, rồi vậy thì tóm lại nha các bạn, chốt là mình đề minh họa các bạn. Nói mà minh họa đó là đề mình chỉ để mình tham khảo thôi. Các bạn đừng có quá phụ thuộc vào cái đề này, có nghĩa là các bạn đừng có lầm tưởng là mình ôn luyện chỉ ở mức cái mức độ đề như thế này đâu. Mình phải ôn khó hơn các bạn. Mình ôn khó hơn để vô phòng thi mà gì, người ta cho dễ thì mình làm được, mà khó thì mình vẫn còn có thể đối phó nhé. Được chưa? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái dạng toán mà các bạn không gặp trong cái đề thi này ấy thì là gì? Những cái dạng là toán điện phân, toán muối amoni, toán về gì bằng este phenol, dạng toán biện luận xác định công thức cấu tạo của este vân vân, thì đó là mình không gặp nhưng mà mình vẫn phải ôn và luyện, được chưa? Và chắc chắn là những cái dạng toán mà mình gặp trong đề thi minh họa là những cái dạng mà mình phải cày nhiều để mình rành cái cách làm, để lỡ một đề thi thật mà nó dúng đề thi minh họa thì mình hốt trọn 10 điểm ha. Ok, rồi kết thúc buổi live stream hôm nay tại đây. À, vừa đúng 12 giờ ha, số rất là đẹp luôn. Rồi, bạn nào nhá đang trong cái quá trình này các bạn, còn 3 tháng cuối cùng là giai đoạn về đích, mà các bạn còn cảm thấy mình mông lung, mình chưa có chắc kiến thức, mình chưa có chắc lý thuyết, mình chưa chắc được bài tập cơ bản vân vân, hoặc là mình chưa chắc được bài tập nâng cao vân vân á, thì các bạn muốn đăng ký về khóa tổng ôn luyện đề của cô thì bạn inbox cho cô để được tư vấn nhé. Thì cô nói rồi đó, trong khóa tổng ôn luyện đề thì cô đang có mục tiêu là cô sẽ luyện chắc cho bạn nắm chắc lý thuyết,
và đảm bảo đầu ra của bạn là ít nhất điểm tối thiểu phải là 7 điểm, được chưa? Còn lại bài tập nâng cao thì tùy, có nghĩa là các bạn phải dựa vào cái sức của mình nữa. Còn cô thì cô sẽ luôn luôn dạy hết mình rồi. Rồi ok, như vậy nhá. Rồi, mình kết thúc tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ các bạn đi học bài hay làm gì đó nữa rồi ngủ, được chưa? Hoặc là giờ đi ngủ sớm đi, rồi ngày mai dậy sớm. Đề này những cái câu nào các bạn thấy là mình chưa làm được mà các bạn thấy là nó cũng khá là hay á, mình nên làm lại cho cô nhé. Ok chưa? Mai có file 1.000 câu lý thuyết chưa? Ừ, ngày mai có nha Trân. Cái là cô ngày hôm nay cô còn chỉnh xíu nữa thôi là xong rồi đó. Đáng lý là hôm nay có rồi nhưng mà do cái bộ giáo dục úp úp đề minh họa một cách đột xuất cho nên là cô trở tay không kịp thôi. Hiểu không? Cho nên là mình ngày mai mình sẽ có. Cô sẽ úp lên cái khóa tổng ôn luyện đề các bạn in ra. Và bắt đầu từ tuần sau mình sẽ giải trong cái bộ đề đó nhé. Rồi ok, bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Rồi ok, bye bye. Rồi.